Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần 10 của bộ truyện Huyết Thiếp Vong Hồn Ký. Chương 46, một chuyến đi không về rồi. Lão già khô đét cùng bạch bào quái nhân vẫn ở vào cái thế giằng co. Cuộc so tài cao thấp của hai tay cao thủ rất ghê gớm. Bên nào hơi sơ ý một chút tất bị đòn chí mạng. Cam Đường lùi ra xa ngoài ba trượng rồi đứng lại. Kể ra chàng muốn rời khỏi nơi đây lúc này thì thật dễ dàng, nhưng bản tính thông thường của con nhà võ là không thể nào bỏ đi trước một cuộc chiến đấu hy hữu. Thời gian lặng lẽ trôi, bầu không khí trong trường cực kỳ khẩn trương, cơ hồ nghẹt thở. Chỉ trong một cái chớp mắt là có kẻ sống người chết. Nhưng tay bản lãnh cao cường đến cực điểm thì tinh thần cùng ý chí không dám sơ hở chút nào. Cam Đường quên cả mình đang ở trong tình trạng nào. Chàng để hết tâm thần theo dõi cuộc tỷ đấu. Bất giác mồ hôi trán chàng nhỏ giọt. Bản lãnh chàng đã ghê gớm mà cũng không nhận xét trước được là ai thắng ai bại. Tử thần gặp tay đối thủ ngang sức là một việc hiếm thấy trong võ lâm. Vì từ trước tới nay hắn đã gặp ai là người đó phải chết. Thấm thoát 3 giờ trôi qua, bạch bào quái nhân cùng lão già khô đét vẫn ở trong tình trạng tương đương không phân hơn kém. Có điều cả hai bên, người đã bắt đầu run lên. Xem chừng cuộc sinh tử thắng bại sắp đến nơi rồi. Giữa lúc ấy, một bóng đen nhảy sổ vào giữa hai người một cách đột ngột. Đồng thời tiếng quát vang lên, bạch bào quái nhân cùng lão già khô đét đều ra tay nhanh như chớp nhoáng. Đến Cam Đường cũng không kịp nhìn rõ họ đã dùng chiêu thức gì. Quái, một tiếng kêu khủng khiếp vang lên, lông chim bay tới tấp ra bốn phía. Một khối đen xì rớt xuống trước mặt Cam Đường. Cuộc đấu cầm chừng của hai bên dừng lại và họ đều buông tay xuống. Một hiện tượng quỷ khốc thần kinh lại diễn ra. Cam Đường bị biến cố đột ngột làm cho toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Chàng định thần cúi đầu nhìn xuống, bất giác phải phì cười vì dưới chân chàng, vật rớt xuống vừa rồi chỉ là một con đại điêu. Chàng không ngờ con chim khổng lồ này đã giải khai cuộc tỷ đấu gay gâu giữa hai tay cao thủ tuyệt thế. Giống điêu này sinh sản rất nhiều ở trong rừng sâu các địa hạt Vân Nam, Quý Châu. Trên dải núi Đồng Bách cũng có giống chim này. Lẽ ra thì giống điêu không biết bay loạn xạ trong đêm tối. Người phóng con điêu thì 10 phần có đến 8 là đồng bọn của lão già khô đét, chắc họ muốn giải khai cuộc đấu cầm chừng giữa hai bên. Không trường bỗng biến thành cuộc đấu trời long đất lở. Những luồng kinh khí rào rạt như sóng cồn xô ra bốn mặt. Những chỗ tường đổ vách nát chịu không nổi sập xuống rồi cát bụi bay tứ tung. Hiện trạng không trường lúc này lại càng kinh tâm động phách. Huyết dịch trong người Cam Đường cũng tùy theo tiến triển trường đấu mà chảy dần dần trong huyết quản. Hai bên đều thi triển những chiêu thức kỳ bí và hiểm độc tuyệt vời. Mỗi chiêu đánh ra đều có thể hạ sát đối phương trong chớp mắt. Cam Đường không tài nào nhìn rõ là hai bên đã trao đổi bao nhiêu chiêu thức. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đột nhiên một tiếng quát vang lên, tiếp theo là một tiếng rên vọng ra. Bóng người xa nhau một cách đột ngột. Lão già gầy đét miệng phun máu tươi lùi lại đến ba trượng. Cặp mắt tán loạn chiếu ra những tia sáng xanh lẻ. Bạch bào quái nhân cười rộ một tiếng rồi hỏi. Ông bạn là một tay kình địch nhất của bản lệnh chúa từ trước đến nay. Bây giờ ông bạn đã báo danh được chưa? Lão già gầy đét cất giọng khàn khàn đáp. Bây giờ cũng chưa phải lúc. Bản lệnh chúa e rằng đến lúc ông bạn muốn nói lại không mở miệng được nữa. Ngươi đừng khoác lác vội. Vậy lão hãy coi đây. Bóng trắng lấp loáng, bạch bào quái nhân lại nhảy sổ về phía lão già khô đét. Lão già khô đét đã bị thương dĩ nhiên không địch lại bạch bào quái nhân. Cam Đường đồng tâm, chàng hối hận không ra tay để chế phục tên cử ma đã gây bao nhiêu huyết kiếp cho võ lâm. Bây giờ chàng cho là đã muộn mất rồi. Chớp mắt bạch bào quái nhân lại băng mình tới trước mặt lão già khô đét chỉ còn cách chừng một trượng. Bầu không khí trong trường khẩn trương vô cùng. Bộ râu bạc của lão già khô đét đã nhuộm máu đỏ hồng. Lão thấy địch nhân đến gần mà vẫn không tỏ thái độ muốn né tránh hay phản kích khiến cho Cam Đường rất lấy làm nghi hoặc.
Lúc hai bên còn cách nhau 8 thước, bạch bào quái nhân đột nhiên loạng choạng lùi lại 3 bước, hắn gầm lên hỏi. Ngươi dùng độc ư? Cam Đường nghe nói trong lòng không khỏi kinh hãi. Lão già khô đét cười sẳng sặc đáp. Đúng đó, thuốc độc này là chất độc vô hình ghê gớm nhất thiên hạ. Cam Đường nghe nói đến chất độc vô hình thì chàng lại run lên. Vì ở Thanh Long Bảo chàng đã trúng phải chất độc vô hình của Bách Độc Công Tử, suýt nữa mất mạng. Chàng lại liên tưởng đến Lâm Vân liều mạng mạo hiểm tới đồng trường âm tìm thuốc giải. Nhưng ý niệm đó chỉ thoáng qua trong đầu óc vì tình thế trước mắt không để cho chàng rảnh mà nghĩ nhiều hơn. Bạch bào quái nhân sửng sốt một chút rồi hằn học nói. Chất độc vô hình thì làm gì được bản lệnh chúa, nhất định là ngươi phải chết. Lão già khô đét lộ vẻ kinh hãi nói. Tử thần, chúng ta sẽ có lần khác gặp nhau. Chưa dứt lời lão đã vọt đi như u linh quỷ mị. Cam Đường sực nhớ tới tình trạng mình. Lão già kia mà đi rồi thì bạch bào quái nhân sẽ quay lại rắc rối với chàng. Chàng nghĩ thế liền băng mình chạy đi. Ở phía sau chàng còn nghe tiếng bạch bào quái nhân quát lên the thé. Lão độc vật, chạy đi đâu? Bản lệnh chúa đã biết ngươi là ai rồi. Câu này rõ ràng bạch bào quái nhân nói với lão già khô đét, nhưng Cam Đường cũng không dám chần chờ, chàng vừa ra khỏi miếu liền ẩn nấp ngay. Chàng biết là nếu mình cứ cắm đầu chạy thì không thể nào trốn thoát khỏi tay hắn được. Sự thực không phải thế. Cam Đường ẩn nấp hồi lâu vẫn không thấy đồng tình gì. Bạch bào quái nhân chắc còn theo dõi hành tung lão già khô đét. Lão già khô đét mà bạch bào quái nhân kêu bằng lão độc vật là ai? Phải chăng Phùng Thiếu Đan, trưởng môn phái Bách Độc, nhưng tuổi y còn non nhiều mà bản lãnh y không thể cao cường đến mức này. Sao trời sáng rõ? Cam Đường quay vào trong miếu, chàng xuống giếng khô cắp gá điên lên. Trước hết chàng dùng thủ pháp độc đáo của bản môn để phong tỏa võ công gá rồi mới giải thông huyệt đạo. Một lúc sau mấy bóng người vào miếu sục tìm. Cam Đường vừa trông thấy thì mừng rỡ vô cùng. Bọn mới đến toàn là đệ tử cái bang. Người đi đầu chính là lão cái bốn nút. Chàng vội băng mình ra đón. Úi chao! Quần cái la lên một tiếng kinh hoàng, sắc mặt mọi người sáng ngắt. Lão cái bốn núi hỏi. Tôn giá là. Cam Đường liền rút ống long phùng trúc tiêu là tín vật của thủ tòa trưởng lão mà bang chúa cái bang đã tặng cho, giơ cao lên hỏi. Các hạ có nhận được cái này không? Lão cái bốn nút kinh ngạc la lên. Ủa? Rồi khom lưng chắp tay đáp. Đồng bách phân đà chúa là lá hữu tín bái kiến thiếu hiệp. Bọn đệ tử cái bang cũng thi lễ. Cam Đường đáp lễ nói. Không dám. Phân đà chúa lá hữu tín ngần ngừ một chút rồi hỏi. Đêm qua phải chăng là thiếu hiệp? Chính thì. Lão hóa tử xin có lời cảm tạ, thiếu hiệp đến đây. Cam Đường ngắt lời. Tại hạ có việc này muốn ủy thác cho các hạ được chăng? Không dám, nói là chuyện ủy thác lão hóa tử đã tiếp được tin của tổng đà, xin kính cẩn chờ lệnh thiếu hiệp. Cam Đường trong lòng rất cảm động, chàng nghiêm trang nói. Xin thứ cho tại hạ không thể báo danh được. Thiếu hiệp có việc gì xin cứ sai bảo. Cam Đường chỉ vào gã điên nói. Ông bạn mắc chứng tê liệt tài hạ đang muốn kiếm thuốc cho y nhưng đem theo bất tiện, nên tài hạ muốn nhờ các hạ trông nom giúp cho. Lá hữu tín ngắt lời. Xá chi việc nhỏ mọn này, lão hóa tử xin tuân mệnh. Còn một chuyện nữa. Xin cứ chỉ dạy. Tòa miếu này phải chăng là trụ sở của quý đà? Phải đó. Tử thần đã xuất hiện nơi đây, tài hạ tưởng nên rời đi chỗ khác là hơn. Lão hóa tử đã nghĩ đến chuyện đó. Vậy thì hay lắm, ông bạn của tài hạ đây có nhiều chuyện rắc rối, xin các hạ hết sức giữ bí mật cho, đừng để người ngoài trông thấy. Xin thiếu hiệp yên tâm. Cam Đường chợt nhớ tới mục đích chuyến đi này, lá hữu tín đã là phân đà chúa của phân đà Đồng Bách thì đối với việc kia nhất định lão biết rõ. Chàng liền nói. Tài hạ còn có việc muốn thỉnh giáo được chăng? Lá hữu tín nhiệt thành đáp. Xin thiếu hiệp cho hay. Vì lẽ gì phái Đồng Bách lại mai danh ẩn tích? Đó là muốn tạm lánh con mắt hung dữ của tử thần,
Ủa, tại hạ có việc rất cần muốn gặp trưởng môn phái đó, các hạ có biết Vân Hán Nhất Ngạc Phàn Giang hiện ở đâu không? Cái đó. Phân Đà Chúa Lá Hữu Tín trao mày ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp. Chỗ ở của Phàn trưởng môn không muốn để cho ai biết. Đồng thời y cự tuyệt không chịu ra mắt bất cứ một ai. Nhưng y cùng thủ tòa trưởng lão Tệ Bang có mối thâm giao. Đã có cây trúc tiêu này, may ra có thể gặp được. Để lão hóa tử hết sức thử xem. Cam Đường cảm kích đáp. Tại hạ xin phiền các hạ giúp cho. Bây giờ đi ngay chứ. Được lắm. Xin mời thiếu hiệp theo lão hóa tử lên đường. Lá Hữu Tín nói xong quay lại gọi một gã trung niên. Uông chấp sự. Có đệ tử đây. Uông chấp sự đưa ông bà này về Tân Đà và tự mình trông nom cho y, chớ để tiết lộ ra ngoài. Đệ tử xin tuân lệnh. Lá Hữu Tín day lại nói với Cam Đường. Xin thiếu hiệp cho lão hóa tử đi trước dẫn đường, còn thiếu hiệp theo sau một quãng xa xa. Phải lắm. Cam Đường theo sau đồng bách Phân Đà Chúa Lá Hữu Tín cách một quãng khá xa. Lão tròn những đường hẻo lánh mà đi. Đi chừng một giờ thì đến một khu thung lũng trúc rậm như rừng. Rải rác có 7-8 nhà ở. Nơi đây tưởng chừng như cõi đào nguyên ngoài thế tục. Lá Hữu Tín dừng bước lại nói. Đến nơi rồi, xin thiếu hiệp chờ một chút. Các hạ cứ tùy tiện cho. Lá Hữu Tín bước cao bước thấp đi vào chỗ mấy nhà ở. Chỉ trong khoảnh khắc trong thôn một bóng trắng chạy ra nhanh như chớp thoáng cái đã đến. Bóng trắng này là một chàng thiếu niên áo trắng, môi đỏ răng trắng, tuấn nhã phi phàm. Gã mới vào khoảng 15-16 tuổi. Cam Đường vừa thấy mặt thiếu niên thì không khỏi động tâm. Dường như thiếu niên này chàng đã quen mặt. Bạch y thiếu niên nhanh nhảu thi lễ hỏi. Phải chăng ông bàn đã theo lá Phân Đà Chúa đến đây? Cam Đường đáp lễ nói. Chính thị tài hạ. Mời ông bàn đi theo tiểu đệ. Gã nói xong đi trước dẫn đường. Cam Đường muốn hỏi họ tên gã nhưng lại nhớ ra là mình không thể thông danh được, nên không hỏi nữa lặng lẽ đi theo gã. Chỉ trong khoảnh khắc hai người vào trong một nhà nông gia. Bạch y thiếu niên dừng bước trước cửa thảo đường, đứng tránh sang bên nói. Mời ông bàn vào đi. Cam Đường nghiêm trang bước vào. Trong thảo đường một lão già chạc 50 tuổi ăn mặc ra kiểu nông phu đứng dậy nghênh tiếp. Mặt lão rất oai nghiêm, tuy lão ăn mặc lối thôn quê mà không mất vẻ trang trọng. Đứng bên là cái bang Phân Đà Chúa Lá Hữu Tín. Lão là ai không cần hỏi chàng cũng biết rồi. Cam Đường cung kính xá dài nói. Tại hạ mạo muội đến đây bái yết, xin trưởng môn tha thứ cho. Vân Hán Nhất Ngạc niềm nở đáp. Lão phu ở nơi thôn giá quê mùa tiểu hữu miễn trách. Mời tiểu hữu ngồi. Chủ khách an tỏa rồi, Vân Hán Nhất Ngạc lên tiếng hỏi. Tiểu hữu có điều chi chiếu cố tới lão phu? Vãn bối xin trưởng môn nhân vui lòng cho hay tin tức một vị tiền bối trong võ lâm. À quên, lão phu chưa kịp hỏi tôn danh tiểu hữu. Cam Đường ra chiều bẽn lẽn, chàng không dám tiết lộ thân thế, ngập ngừng xưng danh. Vãn bối tên gọi Thi Thiên Đường. Vân Hán Nhất Ngạc đột nhiên biến sắc run lên hỏi. Thiên Tuyển môn thiếu chủ ư? Cam Đường băn khoăn đáp. Dạ phải. Bóng trắng thấp thoáng, thiếu niên áo trắng vừa rồi lại xuất hiện trò tay vào mặt Cam Đường hỏi. Ngươi là Thi Thiên Đường ư? Biến diễn này khiến cho Cam Đường rất nghi hoặc. Chàng đứng lên hỏi. Tại hạ có điều chi xúc phạm? Vân Hán Nhất Ngạc trợn mắt nhìn bạch y thiếu niên quát. Lui ra. Bạch y thiếu niên hầm hầm trừng mắt nhìn Cam Đường một lần nữa mới rút lui. Lá Hữu Tín nhăn tít cặp lông mày ra chiều băn khoăn nói. Phàn trưởng môn, xin trưởng môn vì chút bạc diện của lương trưởng lão mà tiếp đái thiếu hiệp. Vân Hán Nhất Ngạc tựa hồ cố nén cơn xúc động, hồi lâu vẻ mặt mới hòa hoãn lại hỏi. Tiểu hữu muốn hỏi dò bản tòa về tin tức ai? Cam Đường không hiểu tại sao sau khi mình báo danh mà đối phương lại có phản ứng mãnh liệt. Chẳng lẽ phái Đồng Bách cùng phái Thiên Tuyệt đã có điều chi xích mích?
Chàng tự nghĩ từ khi len lỏi vào chốn giang hồ thì trừ Ngọc Điệp Bảo và Bách Độc Môn cùng mấy tên ma đầu, chàng chưa từng kết oán với ai. Huống chi đối với phái này chàng chưa từng quen biết và đây là lần thứ nhất chàng mới gặp mặt Vân Hán Nhất Ngạc. Chàng muốn rũ áo ra đi, nhưng nhớ tới cái mộng muốn vẹn tròn hiếu đạo, vì cần biết tin tức mẫu thân nên chàng chẳng quản khuất tất cho nên việc. Đồng thời chàng muốn phanh phui vụ bí mật này. Cam Đường ngẫm nghĩ một chút rồi không trả lời thẳng vào câu hỏi, chàng ngần ngừ hỏi lại. Xin trưởng môn chỉ thị cho tài hạ có chỗ nào khuất khúc. Lúc này Vân Hán Nhất Ngạc đã bình tĩnh lại liền tủm tỉm cười đáp. Bên trong chắc có chỗ hiểu lầm, nhưng hiện nay tiểu hữu đến đây là khách tạm thời chưa đề cập đến điều đó. Rồi cũng có một ngày phải nói đến, chi bằng. Vân Hán Nhất Ngạc trả lời. Đó là việc sau này. Bây giờ chúng ta trở lại chính đề. Tiểu hữu muốn biết tin tức ai? Tam Mục Lão Nhân. Vân Hán Nhất Ngạc tái mặt đi, tỏ vẻ rất khích động hỏi. Tam Mục Lão Nhân ư? Đúng thế. Tiểu hữu tìm lão có chuyện chi? Để hỏi hành tung một người khác. Ai vậy? Về điểm này xin tiền bối miễn cho khỏi trình bày. Tại sao thái độ của tiểu hữu không được rõ rệt? Xin tiền bối rộng dung cho, sau này vãn bối sẽ đến thỉnh tội. Hiện giờ có chỗ khổ tâm chưa nói ra được. Vân Hán Nhất Ngạc trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Tiểu hữu không còn có ý gì khác nữa ư? Không có. Thế thì bản tòa ương chịu hết sức giúp. Vãn bối cảm kích vô cùng. Nhưng có được như nguyện hay không bản tòa chưa dám nói trước. Cam Đường ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Vân Hán Nhất Ngạc đáp. Lão ta là người Hạc Nội mây ngàn, hành tung vô định và đã lâu nay từ tả võ lâm không lai vãng với một ai nữa. Cam Đường tưởng chừng như trái tim chìm xuống. Chàng cho là chuyến đi này khác nào mò trăng đáy biển, bắt bóng trong gương. Nhưng cũng đành vậy chứ biết làm sao. Chàng bần thần hỏi. Trưởng môn nhân không biết đích xác hành tung lão ư. Sự thực là như vậy, nhưng bản tòa đã hứa lời ra sức dĩ nhiên phải tận tâm. Khi nào biết được hành tung Tam Mục lão tiền bối sẽ thông tin cho Lá Phân Đà chúa hay có tiền chăng? Lá Hữu Tín đỡ lời. Thiếu hiệp, như thế là phải. Cam Đường không sao được đành gật đầu. Chàng cũng biết Vân Hán Nhất Ngạc nói như vậy không chắc đã là sự thật, nhưng chàng không còn biện pháp nào khác nữa. Từ lúc chàng xưng danh cứ biến diễn mà suy luận thì dường như hãy còn có điều chi ám muội. Sự giao thiệp giữa hai bên vẫn có điều khách khí. Chàng kết luận việc này cần phải quay về hỏi thủ tòa trưởng lão bản môn cho biết rõ hơn thì may ra công cuộc hành động của mình mới có kết quả. Vãn bối xin cáo từ, mong rằng trưởng môn nhân tha thứ cho cái tội đã đến quấy nhiễu. Cái bang Phân Đà chúa Lá Hữu Tín cũng đứng lên theo. Vân Hán Nhất Ngạc không có ý lưu khách cũng đứng dậy chắp tay nói. Chúng ta cứ thế mà hành động, xin thứ cho bản tòa không tiến chân được. Cam Đường cùng Lá Hữu Tín cáo từ rồi lên đường. Đi một quãng xa Cam Đường dừng bước lại, hỏi. Lá Đà Chúa, xin Đà Chúa chiếu cố cho tể hữu, xin cáo từ. Điều đó bất tất thiếu hiệp phải băn khoăn. Có điều nếu phàn trưởng môn đưa tin tức về Tam Mục Lão Nhân. Cam Đường ngắt lời. Tài hạ sẽ có người liên lạc. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau. Lá Hữu Tín từ biệt rồi đi. Cam Đường vẫn hoang mang như người mất của. Chàng quay lại nhìn khu thung lũng một lần nữa toàn cất bước đi thẳng đột nhiên có tiếng người gọi. Thi Thiên Đường đừng chạy nữa. Cam Đường nghe tiếng gọi giật mình nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy Bạch Y thiếu niên đang đứng ngoài ba trượng, vẻ mặt lầm lì. Gã đã chờ ở đây từ trước rồi. Chương 47, Tam Mục Lão Nhân là ai? Cam Đường vừa thấy mặt Bạch Y thiếu niên, trong đầu óc chàng lại cảm thấy gã là người quen. Chàng cho mày hỏi. Tiểu hữu có điều chi dạy bảo? Bạch Y thiếu niên đảo mắt nhìn Cam Đường bằng con mắt hằn học, gã đáp. Chả có điều chi hết, ta chỉ muốn lãnh giáo mấy chiêu tuyệt học của phái Thiên Tuyệt. Cam Đường sừng sốt hỏi. Phải chăng tiểu hữu là thiếu môn chủ phái Đồng Bách? Không phải. Cam Đường lại càng nghi hoặc không hiểu thân thế đối phương ra sao.
Chàng thản nhiên hỏi, cách xưng hô tiểu hữu thế nào đây? Cái đó vô ích, bây giờ là lúc mạnh sống yếu chết. Cam Đường sửng sốt hỏi, sao, quyết đấu chí mạng ư? Đúng thế. Tại sao thế? Chẳng tại sao cả, ta thích vậy thôi. Nhưng ít ra tiểu hữu cũng cho biết lý do chứ. Ta không nói thì sao? Tại hạ không đồng thủ với tiểu hữu. Ngươi sợ rồi phải không? Tiểu hữu muốn nói sao thì nói, tại hạ chẳng để tâm. Ngươi thật là ngông cuồng, ngươi nhất định ta phải nói rõ lý do mới đồng thủ ư? Phải thế chứ? Bạch Y thiếu niên ngẫm nghĩ một chút rồi nghiến răng hỏi. Ngươi có biết Lâm Vân là ai không? Cam Đường lại càng không hiểu, hỏi. Quen biết chứ, vậy thì sao? Ngươi hãy nghe cho rõ, ta tên gọi là Lâm Bằng. Lâm Vân là tỷ nương ta. Bây giờ ngươi hiểu rõ lý do đồng thủ chưa? Cam Đường tỉnh ngộ, lẩm bẩm. Té ra gá là em Lâm Vân. Thảo nào mình trông rất quen mặt. Thì ra mặt gá giống như Lâm Vân. Cứ tình trạng này mà suy thì giữa phái Đồng Bách và phái Kỳ Môn tất có mối hiềm khích sâu xa. Chẳng trách mình vừa xưng danh đối phương đã phản ứng mãnh liệt. Phái Đồng Bách đã có mối liên quan với phái Kỳ Môn thì dĩ nhiên có liên quan đến Ma Mẫu. Cam Đường nghĩ tới đây sát khí lại nổi lên. Nhưng phái Kỳ Môn có tham dự vào vụ huyết thánh thành hay không chàng chưa có gì chứng thực được, vậy chàng không thể hành động một cách mạo muội. Nghĩ tới đây, làn sát khí trên mặt chàng từ từ dẹp xuống. Rồi chàng nhớ tới Lâm Vân nghĩa nặng tày non, tình sâu như biển, và chàng có hàng trăm lý do để không đồng thủ với Lâm Bằng. Lâm Bằng tiến lại gần, khí thế rất hăng hái nói. Nào đồng thủ đi. Cam Đường lắc đầu đáp. Ta không đồng thủ với ngươi đâu. Tại sao vậy? Vì ta nghĩ đến thư thư ngươi. Bất tất phải thế, sớm muộn gì thư thư ta cũng giết ngươi mà. Cam Đường nhăn nhó cười nói. Đó lại là chuyện khác, bây giờ chưa nói tới. Ta tưởng thư thư ta giết ngươi cũng như ta hạ thủ mà thôi. Nhưng ta không muốn đồng thủ với ngươi. Trừ phi ngươi ưng chịu một điều thì ta mới tha cho. Điều gì? Ngươi phải cho ta biết chỗ tổng đàn Thiên Tuyệt Môn. Cam Đường suýt nữa bật lên tiếng cười. Thật là nghe con không biết sợ cọp, nên mới nói ra những điều không biết trời cao đất dày là gì. Quả nhiên cửu tà ma mẫu và Kỳ Môn lệnh chúa đều có mưu đồ như vậy, nhưng ở miệng Lâm Bằng thốt ra thì lại là lời nói khoác đáng buồn cười. Chàng liền hỏi lại. Ngươi tưởng bức bách ta như thế được ư? Lâm Bằng trợn mắt lên quát. Thế thì ngươi phải đồng thủ. Ngươi muốn liều mạng hay sao? Nếu ta không chết thì quyết chẳng chịu thôi. Cam Đường lại hỏi. Nhưng ta không muốn hạ sát ngươi thì sao? Ngươi nói khoác thế mà không biết nhục ư? Đừng rườm lời nữa, để sự thực chứng minh điều đó. Nhưng ngươi không phải là địch thủ của ta. Gã họ Thi kia, ngươi tưởng nói mấy câu khoác lác là hăm dọa được bản thiếu môn chủ phải rút lui ư? Dù sao Cam Đường cũng chưa lớn tuổi, chàng không dẹp được cơn tức giận, hắn giọng hỏi lại. Không đồng thủ không được hay sao? Nhất định là thế. Vậy ngươi ra tay đi. Lâm Bằng tức giận, phóng ra một chưởng. Trưởng lực của gã kỳ bí tuyệt luân, mãnh liệt kinh hồn lại nhanh như điện chớp nhằm điểm vào ba huyệt đạo ở trước ngực và bụng Cam Đường. Cam Đường giơ hai tay lên, nhưng không hiểu chàng nghĩ sao lại buông xuống, chắc chàng nghĩ mình thiếu nợ Lâm Vân rất nhiều, kiếp này lo trả chưa xong, lại còn sát hại em nàng thì sao đành lòng. Võ học phái Thiên Tuyệt chỉ có công không có thủ. Khi chàng đã ra tay, trừ phi đối phương bản lãnh hơn mình, không thì chẳng chết tất cũng bị trọng thương. Cam Đường còn đang ngẫm nghĩ thì binh một tiếng. Phát trưởng đánh trúng ngực Cam Đường khiến cho chàng phải lùi lại. Chàng cảm thấy khí huyết nhồn nhạo thì ngấm ngầm kinh hãi cho bản lãnh ghê gớm của thiếu niên. Nếu võ học của chàng không đến chỗ kỳ bí, khí huyết vận hành theo lối thông thường thì phát trưởng này có thể làm cho chàng mất mạng rồi. Lâm Bằng cũng giật mình kinh hãi vì phát trưởng gã đánh tới không làm ngã được đối phương. Gã thồn mặt ra một lúc rồi hỏi. Sao ngươi không đánh trả ta? Cam Đường chậm rãi đáp. Vì ta nể mặt thư thư ngươi. Lâm Bằng tức giận nói. Ta không cần ngươi nể nang gì hết.
Cam Đường lạnh lùng đáp. Ta có cần ngươi lãnh thù mối nhân tình đó đâu. Ngươi tưởng không đánh trả ta là ta không giết ngươi chăng? Ngươi cứ thử xem có được không? Coi chưởng đây. Lâm Bằng vừa quát vừa vung chưởng đánh vào đầu Cam Đường. Nhưng thế chưởng đến giữa đường đột nhiên đổi hướng đi chênh chếch, đồng thời tay trái ra chiêu rất mau lẹ và kỳ bí. Chiêu thức này dù là tay cao thủ võ lâm cũng khó lòng chống cự nổi. Cam Đường uốn người đi né tránh, chỉ khe chừng hạt thóc, phát chưởng của đối phương lại đánh vào quãng không. Lâm Bằng đã hai lần ra tay không ăn thua gì. Gã vừa thẹn, vừa tức giận lùi lại một bước quát lên. Thi Thiên Đường, bản thiếu môn chủ dùng độc đây. Gã nói xong, hai tay giơ cao phất ra một cái. Cam Đường run lên, chàng ngửi thấy một mùi thơm như hương xả. Sát khí bừng bừng, chàng run ròng hỏi. Lâm Bằng, ngươi bức bách ta phải giết ngươi chăng? Lâm Bằng lại vung tay lên, người gã băng đi lùi lại hai trượng. Kể ra thì võ sĩ chính phái không nên dùng độc, nhưng gã la lên trước rồi mới ra tay thì cũng không mất phong thể con nhà võ. Cam Đường đã bao lần bị khốn khổ vì chất độc cơ hồ mất mạng. Chàng ghét cay ghét đắng kẻ dùng độc, đang lúc căm giận chàng hắng giọng một cái, vươn tay ra chụp. Lâm Bằng kinh hãi kêu lên. Ngươi không sợ. Gã vừa kêu được nửa câu thì bị Cam Đường nắm lấy. Chàng nghiến răng nói. Lâm Bằng, ta không muốn giết ngươi nhưng ngươi bức bách ta. Lâm Bằng vẫn bướng bỉnh. Ta đã bảo trước, nếu ngươi không chết thì ta phải mất mạng chẳng có chi là lạ. Nhưng ta hỏi ngươi, chất độc văn hương trùy mã của bản môn trăm lần dùng đều trúng cả trăm mà sao ta phóng ra hai lần ngươi vẫn không ngã. Cam Đường chợt tỉnh ngộ, vì trong mình chàng có viên tích độc châu mà nữ quái ma Hồng Nhan Bạch Phát trong hang núi Thái Hàng đã cho chàng mượn, nên chất độc không làm cho chàng ngã ra được. Chàng cười lạt đáp. Có xá gì thứ chất độc nhỏ mọn đó. Ta chịu ngươi là giỏi. Ngươi hạ thủ đi thôi. Khí phách anh hùng của gã thiếu niên này thực khiến cho người ta phải tâm phục. Hình ảnh Lâm Vân lại lập lờ trước mắt Cam Đường. Đột nhiên chàng buông tay ra rồi nói. Ta đã bảo không cần giết ngươi. Lâm Bằng tức giận gầm lên. Gã họ Thi kia, ta không cần ngươi thi ơn với ta. Ngươi lầm rồi, ta chỉ nghĩ tới thư thư ngươi mà thôi. Thư thư ta cũng muốn giết ngươi. Đó lại là một chuyện khác vì ta nợ nàng quá nhiều rồi. Ngươi bỏ qua cơ hội này rồi đừng hối hận nhé. Hối hận cái gì? Ta sẽ giết ngươi bất cứ bằng thủ đoạn gì. Cam Đường thản nhiên đáp. Lần sau gặp ngươi ta sẽ giết ngươi. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Khoan đã. Ngươi hối hận rồi phải không? Cam Đường trầm ngâm một chút rồi nói. Ta không đến nỗi thế đâu. Nhưng ta có điều muốn hỏi ngươi. Điều gì? Ngươi có biết hành tung Tam Mục lão nhân không? Lâm Bằng cười ha hả nói. Thi Thiên Đường, té ra ngươi không giết ta là vì thế. Cam Đường xua tay nói. Không, ta không bức bách ngươi phải nói, thôi ngươi đi đi. Dứt lời chàng cũng trở gót đi luôn. Bóng trắng thấp thoáng, Lâm Bằng đã đứng trước mặt Cam Đường, gã lên tiếng. Khoan đã. Sao nữa? Ta nói cho ngươi hay. Sao bây giờ ngươi lại thay đổi chủ ý? Dù ngươi có nói khích ta, ta cũng không cần. Ta hãy gạt bỏ cừu hận ra một bên mà coi ngươi cũng đáng là một tay võ sĩ. Ta nguyện ý cho ngươi hay, nhưng ta cảnh cáo trước, con người mà ngươi muốn kiếm đó chẳng tử tế gì đâu. Cam Đường trong lòng phấn khởi. Chàng tính rằng nếu gặp được Tam Mục lão nhân là lập tức có thể biết rõ những vụ bí mật về mẫu thân. Nếu Lâm Bằng chịu nói chỗ ở của Tam Mục lão nhân thì đủ chứng minh lão Vân Hán Nhất Ngạc Phàn Giang bảo mình là sẽ giúp dùm tìm kiếm hành tung Tam Mục lão nhân chỉ là lời từ chối khéo. Cam Đường nghĩ vậy liền ôn tồn nói. Ta ghi nhớ mối ân tình này của ngươi. Ta không cần, hai ta đã là kẻ thù một sống một chết thì tình trạng này vẫn không thay đổi được. Ta muốn bảo ngươi thì bảo thôi. Vậy ngươi hãy nói ra. Ngươi đã gặp lão rồi đó. Cam Đường ngơ ngác không hiểu ra sao, hỏi lại. Sao, ta gặp lão rồi ư? Đúng thế. Gặp ở đâu?
Ngươi có biết Tam Mục lão nhân là ai không? Ai? Chính ngoại công ta đó. Cam Đường như nghe tiếng sét đánh bên tai, chàng trợn mắt lên lùi lại một bước dài. Trong lòng vô cùng khích động, chàng hỏi. Tam Mục lão nhân là ngoại công ngươi ư? Lâm Bằng cười lạt nói. Thế nào, ta đã bảo ngươi là người đối với ngươi chẳng tử tế gì đâu. Ngươi, nói thực đấy chứ. Ta gạt ngươi làm chi? Cam Đường chẳng khác gì người sẩy chân ngã vào thùng băng. Toàn thân chàng giá lạnh, Tam Mục lão nhân là ngoại công Lâm Bằng thì dĩ nhiên là phụ thân ma mẫu. Thật là một điều không bao giờ chàng nghĩ tới. Chàng lẩm bẩm. Đúng rồi, mình đã gặp lão trong núi Đồng Bách. Trên trán lão có một vết thẹo mới trông cũng tựa như người ba mắt. Cam Đường nghĩ tới ma trưởng của Tam Mục lão nhân kiềm chế được tâm thần người ta thì lại càng run lên bần bật. Giả tỷ lão dùng công lực đó để đối phó với địch nhân thì chẳng ai chống nổi. Chàng nghĩ rằng Tam Mục lão nhân có thể là tay chủ hung trong vụ huyết án Thánh Thành. Với bản lãnh của lão thì võ thánh phụ thân chàng khó lòng thoát chết. Chàng cho như vậy là đúng. Cam Đường ngấm ngầm nghiến răng tự hỏi. Nam cung trưởng lão truyền tin cho mình bảo kiếm Tam Mục lão nhân để hỏi tin tức mẫu thân, không biết y đã căn cứ vào đâu. Mình đã không phải là tay đối thủ của Tam Mục lão nhân mà thân thế lại bộc lộ thì khác nào cào cào nhảy vào đống lửa để tự thiêu thân. Không hiểu trong vụ này còn có điều chi ngoắt ngoéo hay là Nam cung trưởng lão đã lầm lộn trong khi báo tin này. Cam Đường hy vọng tìm tung tích của mẫu thân, ngờ đâu bây giờ lại bị thất vọng chua cay. Chàng muốn nghĩ thế nào cũng không ra được vì lẽ gì Nam cung trưởng lão lại bảo mình do thám tin tức mẫu thân nơi Tam Mục lão nhân và chàng chỉ kết luận là lão đã lầm lỗi trong việc phán đoán hay là lão không biết lai lịch chân chính của Tam Mục lão nhân. Lâm Bằng thấy Cam Đường thay đổi sắc mặt mấy lần, lặng lẽ hồi lâu, gá liền hỏi móc. Sao, ta nói có đúng không? Cam Đường lơ đáng như không nghe tiếng, màn kịch thảm tuyệt nhân hoàn, máu đổ chan hòa, hơn trăm thây chết lại hiển hiện trong đầu óc chàng. Ngoài con dâm phụ lục tú trinh cùng chàng, không còn ai sống sót. Vụ ma bài đã chứng minh hung thủ là cửu tà ma mẫu không còn nghi ngờ gì nữa. Tam Mục lão nhân và kỳ môn lệnh chúa thì chưa có gì chứng thực rõ ràng. Hoặc giả ngoài những người này ra còn có kẻ khác giúp cho mẹ con mù cũng nên. Hình ảnh Lâm Vân lại hiện ra trước mắt Cam Đường, nàng đã mấy phen cứu mạng cho chàng. Cam Đường nghĩ tới đây bất giác buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm. Tạo vật an bài thật nhiều nỗi éo le đưa người có mối thù sâu tựa bể vào bẫy ân tình bất diệt. Ơn phải đền, thù phải báo. Dĩ nhiên Lâm Vân chẳng thể ngồi nhìn bậc tôn thân bị hạ sát, nên nàng đành lấy cái chết để giải thoát. Lâm Bằng lại nói. Thi Thiên Đường. Nếu ngươi muốn gặp tổ phụ ta thì lại lên núi Đồng Bách. Nhưng ta nói thật cho ngươi hay, ngươi có muốn chết thì hãy lên, không thì tránh đi là hơn. Cam Đường quắc mắt nói. Thôi ngươi đi đi, đừng để ta thay đổi chủ ý nữa. Lâm Bằng máy môi mấy lần nói nhưng gã lại thôi, băng mình chạy luôn. Bóng Lâm Bằng vừa mất hút thì lại có hai bóng người nhỏ nhắn nhảy vọt tới nói. Xin bái kiến thiếu chủ. Hai thị tỷ này chính là thị tỷ của Thái Phu Nhân tên gọi Lục Đế và Hồng Tường. Nhị tỷ xuất hiện lúc này thiệt là một sự bất ngờ. Cam Đường nói. Miễn lễ, sao ngươi biết mà đến đây kiếm ta? Lục Đế đáp. Bọn nô tỳ theo lời gia nhân Ngọc Điệp bảo mách mới biết hành tung của thiếu chủ mà đến đây quả nhiên được gặp. Ồ! Bẩm thiếu chủ, Thái Phu Nhân truyền tin mời thiếu chủ lập tức trở về địa cung. Cam Đường sừng sốt hỏi. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tỳ không biết. Vậy ta về ngay bây giờ. Cam Đường nhớ tới gã điên mà chàng còn gửi nơi đà chúa Lá Hữu Tín ở phân đà Đồng Bách Cái Bang. Miệng gã lẩm bẩm hai chữ Thánh Thành khiến cho chàng ngờ vụ này có điều bí mật ghê gớm. Cam Đường nghĩ tới đây liền hỏi. Trong bản môn thì ai là người cao tay nhất về thuật kỳ hoàng? Hồng Tường đáp. Thứ nhất là Thái Phu Nhân. Cam Đường lại hỏi. Ngoài Thái Phu Nhân còn ai là tay khá nhất? Tổng quản Đông Phương Nhất Dương. Dưới nữa còn ai không? Tôn Viện Chúa ở Viện Chấp Pháp.
Ủa, thế thì... Lục đế hỏi xen vào. Thiếu chủ muốn hỏi làm chi? Dĩ nhiên là ta có việc. Hiện giờ những người ở bên ngoài ai là tay giỏi nhất? Nam cung trưởng lão cũng ngang với Trình viện chúa. Bọn tiểu tỷ đây cũng hiểu sơ qua. Không hiểu thiếu chủ có việc chi truyền dạy. Cam đừng ngần ngừ đáp. Ta muốn chữa cho một người. Ai vậy? Hiện giờ chưa biết lai lịch hắn. Thương thế hắn ra sao? Hắn bị bệnh mất trí. Hắn phải chứng điên khùng ư? Cam đường gật đầu đáp. Đúng thế. Lục đế trao mày nói. Chứng điên khùng là một bệnh khó chữa nhất trong y học. Ngoài thái phu nhân và mấy tay cao thủ ra e rằng không ai chữa được. Cam đường như sực nhớ tới điều gì, lại hỏi. Vậy ta hãy về địa cung trước rồi sẽ liệu. Hai ngươi đi đâu? Đương nhiên là theo hầu thiếu chủ. Vậy ta lên đường thôi. Cam đường vì muốn tránh sự theo dõi của bạch bào quái nhân, nên lại thay đổi sắc mặt. Ba người đi mấy ngày thì về đến thiên tuyệt địa cung. Cam đường nhớ lại những cuộc tao ngộ trong vòng hơn năm nay không khỏi đem lòng cảm khái. Chàng dùng thuốc phục dung để khôi phục lại chân tướng rồi lận đật tìm đến phòng thái phu nhân. Cam đường đang đi trên dãy hành lang thì gặp một người áo vàng chạy đến đón chúc câu vạn phúc rồi nói. Thiếu chủ đã trở về, tỳ tử xin bái kiến. Người áo vàng này chính là Ngũ Nhược Lan đã mưu việc hành thích Tây Môn Tung ở Ngọc Điệp Bảo nhưng chưa thành công thì bị thương. Nàng được thủ tòa trưởng lão Nam Cung Do cứu thoát đưa về. Cam đường ồ lên một tiếng rồi hỏi. Ngũ cô nương đấy ư? Ngũ Nhược Lan ngắt lời. Xin thiếu chủ kêu tỳ tử bằng Hoàng Mai. Hoàng Mai ư? Phải rồi, nhờ ơn thái phu nhân thu dùng dưới trướng và đổi tên là Hoàng Mai. Ủa, vậy thì hay lắm, hiện giờ thái phu nhân. Cam đường chưa dứt lời thì thanh âm thái phu nhân từ trong nhà tiểu sảnh đã vọng ra. Đường nhi, vào đây. Cam đường khoa chân bước vào thấy thái phu nhân đang ngồi tựa trên ghế an lạc. Chàng vội vàng quỳ xuống nói. Hài nhi xin tham kiến mẫu thân. Ta miễn lễ cho, ngươi hãy ngồi dậy đi. Cam đường đứng dậy tạ ơn, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nhìn thấy vẻ mặt thái phu nhân khác trước. Chàng nhìn kỹ lại bất giác kinh hãi vô cùng. Mới trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà thái phu nhân già đi rất nhiều. Những nét phong lưu tươi thắm ngày nọ hiện giờ đã biến hết. Cam đường tưởng chừng như phu nhân biến thành người khác đầy mặt nhăn nheo. Chàng nghĩ thầm. Thái phu nhân đã nghiên cứu rất tinh thông thiên chủ nhan. Theo lẽ thì người không thể mau già thế này được. Chẳng lẽ vì lý do này mà người triệu ta về cung ngay lập tức? Chương 48, về địa cung cam đường luyện võ. Thái phu nhân thấy cam đường lộ vẻ kinh hãi liền nở một nụ cười từ ái nói. Hài tử, ngươi hãy ngồi xuống đi. Dạ. Ngươi coi ta ngày nay với hôm ra đi có gì khác không? Mẫu thân, già đi nhiều rồi. Ta vốn dĩ là người già cả. Nhưng mẫu thân đã tinh thâm thuật chủ nhan. Thái phu nhân nở một nụ cười chua chát ngắt lời. Hài tử, bất luận là thứ võ công bí truyền nào cũng không thể vượt qua được mức tối đa của con người. Thuật chủ nhan tuy cướp quyền tạo hóa, nhưng không thể phản lại định luật thiên nhiên là sinh, lão, bệnh tử. Thuật chủ nhan là một bí thuật về võ công tuy giữ cho tuổi trẻ lâu ngày khỏi bị bệnh tật, nhưng rồi cũng không khỏi bước tới chỗ cuối cùng của con người là tử vong. Nhưng, ngươi hãy nghe ta nói, thuật chủ nhan cùng võ công của bản môn phải nương tựa vào nhau để thành công. Về võ công ta chỉ được 5 thành mà về chủ nhan lại đến 10 thành. Thế là có chỗ phản bội nhau, chênh lệch nhau và ta đã liều trước sẽ có ngày nay. Bạch Vi và Tử Quyên nghe phu nhân nói vậy không khỏi động tâm cúi đầu xuống. Cam đường trong lòng cũng nổi lên một trận bi thương. Chàng đang phiêu bạt giang hồ được thái phu nhân thu làm nghĩa tử nên mới có ngày nay. Ơn đức ấy so tài trời biển. Bây giờ chàng thấy thái phu nhân tuổi già thất tán công lực thì trong lòng cực kỳ hồi hộp. Chàng nghẹn ngào nói. Mẫu thân, thuật kỳ hoàng của bản môn quán tuyệt võ lâm, chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn được ư? Thái phu nhân buồn rầu đáp. Thuốc không chữa được bệnh chết, Phật chỉ độ người có duyên.
y thuật của bản môn dù có cao đến đâu cũng không thể trái đạo trời được. Những công phu làm cho xương trắng có thịt người chết sống lại chỉ là những lời tán tụng của người đời. Nếu sinh cơ đã hết thì thần tiên cũng khôn bề cứu vãn. Nay ta tuổi ngoài 70 thì còn giữ dung nhan cho trẻ làm chi? Cam Đường trong lòng có một ý nghĩ nhưng không tiện đường nói ra, mặt chàng lộ vẻ do dự. Thái phu nhân đã phát giác ra điều này, bà cười nói. Đây là mẹ con mình bàn việc nhà, ngươi có điều chi thắc mắc cứ nói đi. Hải Nhi nghĩ. Nghĩ điều chi? Hiện tượng này sẽ đưa đến hậu quả gì? Thái phu nhân thản nhiên đáp. Hài tử, ta già rồi, chết cũng chẳng còn non yểu gì nữa. Cam Đường chống ngực đánh thình thình, chàng run lên hỏi. Theo ý mẫu thân thì. Thái phu nhân thoáng lộ vẻ buồn rầu, nhưng bà lại tươi cười ngay, đáp. Hài tử, ngươi đừng băn khoăn làm chi, con người ta ai mà không đi vào con đường đó. Thời gian chúng ta ở với nhau còn được nửa năm nữa. Ta cảm tạ tổ sư linh thiêng khiến cho bản môn không đến nỗi vì ta mà tuyệt tục. Cam Đường kinh hãi ngập ngừng hỏi. Nửa năm thôi ư? Phải rồi, đúng nửa năm tức là 180 ngày nữa. Bạch Vi cùng Tử Quyên nghẹn ngào nói không ra lời. Hoàng Mai ở ngoài cửa sảnh đường cũng trâu rơi tầm tã. Cam Đường tuy cố nén giả bi ai nhưng chàng không ngăn nổi nước mắt trào ra. Tiểu sảnh đường tựa hồ bao phủ một làn mây mù thảm đạm, bầu không khí trầm trọng tưởng chừng nghẹt thở. Thái phu nhân lạnh lùng nói. Ta không thích các ngươi mềm lòng như vậy. Mọi người liền lau nước mắt vẻ mặt hòa hoãn lại. Cam Đường như nhớ ra điều gì, ngần ngừ hỏi. Mẫu thân vừa nói võ công cùng trụ nhan phải đi đôi với nhau, nếu không thế là trái nguyên tắc võ học bản môn phải không? Đúng thế. Giả tỷ mẫu thân tăng bề công lực liệu có phục hồi được chăng? Hài tử, ngươi nói thế là có ý gì? Cam Đường vội đứng lên quỳ ngay xuống nói bằng một giọng bi ai khẩn thiết. Mẫu thân, ngày trước giả tỷ mẫu thân không vì Hải Nhi mà chút chân nguyên trong người sang cho Hải Nhi thì đâu đến nỗi ngày nay? Thái phu nhân lộ vẻ cực kỳ khích động, bà lớn tiếng ngắt lời. Ta làm thế là đúng, ngươi đừng nhắc lại nữa. Cam Đường dập đầu tận đất người run bần bật nói. Xin mẫu thân chuẩn cho Hải Nhi được hoàn lại công lực. Thái phu nhân đập bàn lớn tiếng mắng. Nói càn, ngươi định để bản môn đi đến chỗ tuyệt tục hay sao? Nhưng Hải Nhi không muốn mình phải hối hận suốt đời. Hải tử, ngươi có ý như vậy thì cũng như là ta đã được hưởng thụ rồi. Thôi, dậy đi. Bạch Vi cùng Tử Quyên cũng chạy ra trước mặt toan mở miệng thì thái phu nhân đã nghiêm sắc mặt gạt đi. Các ngươi không phải nói nữa. Có phải các ngươi muốn hy sinh chân nguyên của mình cho ta không? Hãy nghe đây, thuận lẽ trời là căn bản của con người, ta quyết không hành động trái với thiên đạo. Huống chi bây giờ đã quá muộn rồi. Dù có kỳ chân gì bảo cũng chẳng ăn thua gì nữa. Các ngươi đứng dậy đi. Cam Đường biết là cơ sự không thể làm được đành nén nỗi bi ai đứng dậy. Chàng nghĩ mình cùng ở với thái phu nhân chẳng được bao lâu nữa, lòng chàng sinh ra một mối cảm xúc như tình cốt nhục. Thái phu nhân lại nói. Hài tử, ta có một điều mong mỏi quá xa. Bà nói đến đây thì ngừng lại. Cam Đường hỏi ngay. Mẫu thân có điều chi dặn bảo? Hài tử, những ngày ta còn sống ta hy vọng ở ngươi ba điều. Xin mẫu thân nói ra. Thái phu nhân trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói. Điều thứ nhất là ta muốn được trông thấy ngươi báo thù cho nghĩa phụ cùng nghĩa huynh. Trong đầu óc Cam Đường bỗng nổi lên hình ảnh nữ quái hồng nhan bạch phát ở hang núi Thái Hàng. Nữ quái bảo chàng tìm ra hung phạm vụ huyết án Thánh Thành thì mù sẽ cho hai người đã hạ sát nghĩa phụ cùng nghĩa huynh chàng. Hung thủ vụ huyết án Thánh Thành là cả nhà cửu tà ma mẫu. Chàng chỉ cần nói ra hết là biết hung thủ đã sát hại nghĩa phụ cùng nghĩa huynh mình. Nhưng chàng lo nữ quái còn mưu đồ chuyện gì ám muội nên chưa nói ra. Bây giờ đã đến lúc cần, chàng tưởng lo giải quyết vụ này cũng không khó lắm. Cam Đường vừa chăm chú nhìn thái phu nhân rồi cương quyết đáp. Mẫu thân,
Hải Nhi thề rằng sẽ hoàn thành vụ này trong một thời gian ngắn. Sao, ngươi làm được ư? Hải Nhi chắc có thể làm được. Hải tử, ngươi đừng tìm lời an ủi ta. Vụ này không thể miễn cưỡng được. Mấy chục năm nay đệ tử bản môn tiếp tục do thám không lúc nào ngớt mà đến nay vẫn chưa được tin tức gì. Mẫu thân, Hải Nhi nói thế là có căn cứ chứ không phải chuyện vu vơ để an ủi mẫu thân. Thái phu nhân lộ vẻ phấn khởi nhưng bà vẫn chưa tin chắc, liền hỏi. Ngươi tìm ra manh mối thật rồi ư? Chính thế. Ngươi thử nói cho nghe. Cam Đường liền đem chuyện gặp gỡ nữ quái trong dãy núi Thái Hàng thuật lại, thái phu nhân tít cặp lông mày, bà nghi hoặc nói. Khắp dãy núi Thái Hàng chẳng chỗ nào không là có vết chân của đệ tử bản môn mà sao tuyệt không ai phát giác ra nữ quái. Vụ huyết án Thánh Thành có quan hệ gì với mụ? Điều kiện của mụ nêu ra thật là kỳ dị. Hải Nhi cũng nghĩ vậy. Ủa, hay là... Mẫu thân nghĩ tới điều chi? Mẹ ruột hài tử không biết lạc lõng nơi đâu, hay là... Cam Đường không khỏi chấn động. Đúng thế. Chính chàng phải nghĩ đến điều này từ trước mới phải. Trừ mẫu thân chàng thì còn ai lại cố gắng điều tra cho ra hung thủ vụ huyết án Thánh Thành. Cam Đường đứng thộn mặt ra, chàng ôn lại dung mạo nữ quái hồng nhan bạch phát rồi muốn lập tức đồng thân đi ngay. Chàng càng nghĩ càng thấy mình đi gần đến sự thực. Thái phu nhân lại nói. Hài tử, đó là ta đoán thế, biết đâu bên trong chàng có điều ngoắt ngoéo. Vậy ngươi phải cẩn thận tìm đủ bằng chứng chớ có hành động hấp tấp. Trước khi chưa tìm được bằng chứng xác thực thì đừng tiết lộ thân thế. Hải Nhi nên luôn luôn nhớ rằng mình chỉ sơ sót một chút là có thể gặp hậu quả vô cùng tai hại. Hải Nhi xin kính cẩn tuân lời tử huấn. Miệng chàng nói vậy mà trong lòng đã nắm vững quá nửa đó là sự thực. Thái phu nhân lại nói. Điều thứ hai ta hy vọng ngươi giải quyết được mối huyết cừu trong nhà của ngươi. Cam Đường nghiến răng đáp. Mẫu thân, vụ này chẳng còn xa là mấy. Ồ, ngươi cũng tìm ra manh mối rồi ư. Đúng thế. Chàng đem chuyện ma bài mất đi lấy lại thuận hết một lượt rồi nói. Hung thủ đúng là cửu tà ma mẫu rồi. Còn Tam Mục lão nhân và Kỳ Môn lệnh chúa có thể là tòng phạm trong vụ này. Hoặc giả còn người khác giúp sức nữa cũng nên, vụ này chỉ chờ thêm kết quả tối hậu. Thái phu nhân xúc động nói. Ngày trước lệnh tôn là võ thánh Cam Kính Nhiêu một mình đã giao đấu với 10 mẹ con cửu tà ma mẫu, giết được lục tà, đâm ma mẫu bị thương mà gây nên tai họa. Nhưng bản lãnh ma mẫu cùng 3 tên tà tử sống sót có lẽ không đủ để gây ra vụ huyết án Thánh Thành. Tam Mục lão nhân đã là cha ma mẫu thì rất có thể lão chính là hung thủ. Hoặc giả phải có tay bản lãnh cao hơn Tam Mục tham dự vào. Hài tử, công lực ngươi hiện nay chưa đủ để báo thù đâu. Về điểm này Hài Nhi đã biết rõ. Hài Nhi có biết ta kêu về cung vì mục đích gì không? Hài Nhi biết rồi. Hay lắm, nếu ngươi tu luyện xong toàn bộ thiên tuyệt võ công thì chẳng những báo ơn trả thù được mau lẹ mà còn trở nên một tay cao thủ đặc biệt trong võ lâm. Hải Nhi ngoài việc báo thù chỉ mong trừ diệt được tử thần để tránh huyết kiếp cho võ lâm mà thôi. Ta khen Hải Nhi là người có chí khí. Dưới cái ổ lật nhào thì không còn một quả trứng nào toàn vẹn. Phải thế mới được. Hải Nhi còn có một việc chưa rõ. Việc gì? Nam cung trưởng lão nhắn tin cho Hải Nhi hỏi rõ tin tức gia mẫu ở nơi Tam Mục lão nhân, không hiểu y căn cứ vào đâu. Thái phu nhân chau mày đáp. Thế thì kỳ thiệt, trong võ lâm chưa từng nghe ai nói đến Tam Mục lão nhân là cha ruột ma mẫu, mà Kỳ Môn lệnh chúa lại là chị em với ma mẫu cũng là một chuyện kỳ bí khó hiểu. Còn việc Nam Cung trưởng lão bảo ngươi thăm dò tin tức lệnh đường ở nơi Tam Mục lão nhân là vì trước khi xảy ra vụ huyết án Thánh Thành thì lão ta vẫn ra vào tự nhiên trong nhà Hải Nhi, không bị ngăn cấm chi hết. Còn có người bảo lệnh đường là đồ đệ của lão nữa. Ủa? Cam Đường tuy bây giờ đã rõ nguyên nhân nhưng vẫn chưa hiểu trong vụ này có điều chi khuất khúc. Dường như nội vụ còn lắm điều phức tạp. Cam Đường lại nhớ tới gã điên mà bọn Ngọc Điệp bảo kêu bằng số. Miệng gã làm nhảm. Võ Thánh, gì gì đó là nghĩa làm sao?
những lời nói của gã không phải hoàn toàn vô ý thức. Trong ký ức của con người thường vẫn in sâu những ấn tượng không bao giờ tiêu diệt được. Nghĩ tới đây, Cam Đường buột miệng hỏi. Mẫu thân, chứng bệnh thần trí mê loạn có thể trị được không? Có thể chữa được, nhưng khó hơn các bệnh khác. Hài Nhi hỏi đến làm chi? Có một gã điên mà bản lãnh rất cao cường. Miệng gã lẩm bẩm những câu gì dường như có liên quan đến vụ huyết án tại Thánh Thành. Hài Nhi đã gửi tạm gã cho phân đà Đồng Bách thuộc cái bang trông nom dùm và có ý muốn chữa cho gã khỏi chứng điên. Thái phu nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Muốn chữa chứng điên cần phải cho uống thuốc và thi hành thủ thuật. Vụ này hãy tạm thời gác lại, công việc cấp bách trước mắt là Hài Nhi phải tiếp tục luyện cho xong Thiên Tuyệt võ công. Chắc Hài Nhi cũng biết cái dụng ý của ta về việc này. Hài Nhi hiểu rồi. Hay lắm, bữa nay Hài Nhi hãy nghỉ ngơi và ngày mai sẽ bắt đầu đóng cửa luyện tập. Hài Nhi xin kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của mẫu thân. Bây giờ ngươi có thể tùy tiện được. Cam Đường nói. Mẫu thân bảo có ba nguyện vọng mà mới thấy chỉ thị có hai. Ủa, còn nguyện vọng thứ ba là ta mong được trông thấy Hài Nhi lên giữ chức trưởng môn bản phái. Cam Đường bất giác xa lệ. Đó là những giọt lệ cảm kích. Chàng hỏi. Mẫu thân, không hiểu Hài Nhi có đương nổi trọng trách đó không? Có thể được lắm. Hài Nhi dáng hết sức hoàn thành hai điều mong muốn của mẫu thân, để mẫu thân khỏi thất vọng. Hay lắm, hay lắm. Cam Đường cáo từ Thái Phu Nhân về phòng riêng của chàng. Tại đây các viện chúa, hộ pháp, chấp sự, lục tục đến vấn án. Chàng là người thừa kế chức trưởng môn sau này, chỉ hàn huyên mỗi người một vài câu mà cũng mất hàng giờ. Một đêm qua, sáng sớm hôm sau Hoàng Mai đã vâng lệnh Thái Phu Nhân đến dục Cam Đường vào nhà mật thất đóng cửa lại để tu luyện. Cam Đường gạt bỏ hết tạp niệm, không nghĩ gì đến ân oán tình cừu nữa mà bắt đầu để hết tâm trí vào việc tu luyện hai đoạn cuối cùng của Thiên Võ Công. Đoạn thứ 9 không có một chiêu thuật hay một thủ pháp gì mà chỉ nói về những chỗ huyền diệu, khó khăn của tâm pháp tối cao. Mục đích của thiên này là để dung hợp những môn đã học ở các thiên trên. Cam Đường bỏ ăn, quên ngủ, cố công rèn luyện. Chàng cũng không còn nhớ gì đến ngày giờ nữa. Đầu óc chàng hoàn toàn đắm đuối vào những tâm pháp kỳ diệu cổ kim chưa từng nghe thấy. Dần dần chàng hiểu ra rằng chương thứ 9 mới là cốt tủy của Thiên Võ Công. Tất cả những trưởng chỉ thân pháp hoàn thành trong 9 đoạn do chương này mới phát huy được uy lực tinh khí tâm thần hợp vào làm một cũng như hòa con rồng tinh thần ở chỗ điểm nhãn. Cam Đường tiến vào một lãnh vực mới, lãnh vực thường thừa trong võ đạo. Võ học phái Thiên Tuyệt có công mà không có thủ, quan niệm đó bị lật ngược lại trong đoạn này, chỉ mấy câu khẩu quyết đã đủ cải tiến những môn đã học trước. Thế là võ học phái Thiên Tuyệt đủ cả công thủ. Có điều thế thủ nằm ở trong thế công. Cam Đường thực không ngờ trong thiên hạ lại có môn võ học tinh thâm hoàn bị như vậy. Đồng thời chàng hiểu ra rằng những điều mình đã học được trước trên thực tế chỉ là những môn công phu cơ bản. Bây giờ Cam Đường mới hiểu gần đây Bạch Bào Quái Nhân cùng lão già Khô Đét tỷ đấu với nhau, cả hai bên đều là những tay cao thủ võ đạo. Công thủ chỉ trông cậy vào ý chí tu luyện của bản thân. Cam Đường không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian rèn luyện, nhưng chàng cũng ý thức được rằng mất khá nhiều ngày giờ rồi, vì chàng thấy lương khô đã mốc lên. Cam Đường luyện hết đoạn thứ 9 rồi bắt đầu luyện đoạn cuối cùng. Đoạn này càng cao thâm hơn. Chàng nhận ra rằng nếu muốn luyện thành môn thần công sắt thép chém không vào thì ít ra là phải mất 10 năm trở lên mà chưa chắc thành công. Chàng suy đi tính lại rồi quyết định hãy tạm gác lại đoạn cuối cùng, vì mình không thể chờ 10 năm nữa mới trở lại giang hồ. Chương 49, Thiên Tuyệt Cung Tử Thần xuất hiện. Cam Đường cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Chuyến này góp mặt giang hồ, chàng quyết ý đền ơn trả oán cùng hoàn tất chí nguyện bình sinh. Hào khí nổi lên bừng bừng. Thoạt tiên chàng nghĩ tới ba nguyện vọng của Thái Phu Nhân, vì sinh mạng của bà không còn bao lâu, nên chàng cần phải hoàn thành trước để mong báo đền ơn đức trong muôn một. Đột nhiên có tiếng sát phạt lọt vào tai chàng. Chàng giận mình kinh hãi tự hỏi. Chẳng lẽ lại có người xâm nhập địa cung?
nơi đây ở tận dưới lòng đất. Từ ngày sáng lập môn phái đến nay, chưa một người ngoài nào đặt chân vào được, vậy tiếng sát phạt này ở đâu mà ra? Cam Đường trong lòng cực kỳ nóng nảy, chàng khoa chân bước mau. Tiếng sát phạt mỗi lúc một rõ hơn. Đầu đường hầm này là một cánh cửa gỗ, nói cho đúng hơn đây là một tấm bình phong. Tấm bình phong vừa mở ra thì một bóng người đẫm máu nhảy sổ vào. Cam Đường vội hỏi. Ai? Bóng người té vịch xuống đất. Cam Đường nhìn lại thì không khỏi sợ run lên. Người vừa ngã đó là một trong năm ả thị tỷ tên gọi Bạch Vi. Chàng vội hỏi. Bạch Vi, có chuyện chi vậy? Tử, thần. Sao, tử thần ư? Bạch Vi đã ngất đi rồi. Bầu máu nóng Cam Đường sủi lên sùng sục, sát khí ngất trời. Bạch bào quái nhân đã vào tận thiên tuyệt địa cung hạ thủ. Chàng không kịp nhìn kỹ xem Bạch Vi còn sống hay chết nữa, vội lấy một vạn ứng đan nhét vào miệng ả rồi chạy nhanh như tên bắn ra ngoài. Trong nội viện, hai người trong tám vị đại hộ pháp cùng ba tên chấp sự chia nhau ra quyết đấu với hai tay kiếm thủ che mặt mình mặc bào trắng. Thân thủ hai gã này thật là cao cường. Trong trường đấu diễn ra một trận ác chiến kinh tâm đồng phách. Kiếm khí tung hoành rít lên veo véo. Năm người chọi hai mà bị dồn vào thế bí không phản công được chút nào. Đây là lần đầu tiên Cam Đường phát hiện ra bạch bào quái nhân có thủ hạ tham chiến. Tiếng quát tháo lẫn tiếng rú thê thảm của hai bên vọng lên làm cho chiến trường tựa hồ nổi cơn gió táp mưa sa và không biết có bao nhiêu địch nhân đã xông vào địa cung. Tiếng rú thê thảm phát ra là do một trong ba tên chấp sự đã bị bạch bào quái nhân chém đứt nửa cánh tay. Gã ngã lăn long lóc ra xa ngoài một trượng. Hai vị hộ pháp đánh nhau với một kiếm thủ áo trắng xem chừng cũng đã đến lúc không chống đỡ nổi. Cam Đường tức giận hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát. Dừng tay. Tiếng quát của chàng khiến cho người nghe phải vỡ mật rách màng tai. Hai bên đang giao đấu đột nhiên thu chiêu về lùi ra ngoài vòng chiến. Hai vị hộ pháp cùng hai tên chấp sự chưa bị trọng thương kính cẩn hô lên. Thiếu chủ. Hai gã kiếm thủ che mặt mặc áo trắng vẫn đứng yên chỗ. Một trong hai gã cất giọng âm trầm nói. Thiếu chủ, ngươi là thiếu chủ thiên tuyệt ư, thế thì hay lắm. Nhưng rồi gã như bị chặn họng không nói thêm được nữa. Gã bị cặp mắt thần của Cam Đường làm cho khủng khiếp. Cặp mắt này như cặp dao sắt, lại như ánh chớp khiến cho tâm hồn gã bị dao động hoảng hốt. Cam Đường dương cặp mắt lên nhìn chừng chừng hai gã. Chàng cất bước tiến lại, môi chàng mím lại, sát khí đằng đằng. Hai kiếm thủ áo trắng đứng trơ ra như hai pho tượng đá. Mũi kiếm trở xuống đất. Dường như hai gã quên là mình đang đồng thủ, mà cũng quên cả chạy trốn. Một lực lượng vô hình đã kiềm chế hoàn toàn tâm thần chúng rồi. Cam Đường giơ bàn tay lên một cách nhẹ nhàng. Hai tiếng rú kinh hồn vang lên. Hai gã kiếm thủ áo trắng ngã lăn ra chết liền. Ba tên chấp sự cùng hai vị hộ pháp cũng trợn mắt lên đứng ngây người ra như cây gỗ. Cam Đường giơ tay lên không ngoắc một cái. Tấm khăn che mặt của hai tay kiếm thủ áo trắng bị rớt ra liền và để lộ hai bộ mặt đứng tuổi rất nhanh nhẹn chàng hỏi. Các ngươi có nhận biết chúng không? Mọi người như đang mơ mộng choàng tỉnh giấc một vị hộ pháp khom lưng đáp. Bọn ti tòa không nhận ra lai lịch chúng. Cam Đường trầm giọng nói. Vụ này đầu đuôi thế nào? Vị hộ pháp kia đáp. Tử thần dẫn mấy chục tên áo trắng đột nhập địa cung. Tình hình tổn thương ra sao? Bên mình tổn thương khá trầm trọng. Cam Đường nghiến răng vẫy tay nói. Hai vị ra ngoài tiếp viện. Xin tuân mệnh. Lại một tay kiếm thủ áo trắng che mặt tiến vào. Vạt áo gã loang lổ đầy huyết tích thanh kiếm cũng còn dính máu đỏ lòm. Gã đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi phóng kiếm lại đánh ba tên chấp sự. Quẻ một tiếng. Chưa ai nhìn rõ người nào ra tay mà gã đã chết rồi. Cam Đường lại vẫy tay nói. Đi lẹ lên. Chưa dứt lời, người chàng đã xuyên qua khu sân con chảy vào chỗ Thái Phu Nhân. Lòng chàng lúc nào cũng lo ngay ngáy, chỉ sợ Thái Phu Nhân gặp điều bất hạnh là chàng phải ôm hận ngàn thu.
Những quãng đường chàng vừa đi qua, nào xác chết, nào bóng người chuyển động coi rất thương tâm thảm mục. Nhưng chàng chưa rảnh để cứu viện cho bọn đệ tử đang liều mạng chiến đấu, vội chạy ngay vào phòng thái phu nhân. Trời ơi! Cam Đường trố mắt ra. Bốn ả Hoàng Mai, Tử Quyên, Lục Đế, Hồng Tường đã chết ở trước viện. Bạch Bào quái nhân đang đứng đối diện với thái phu nhân. Hắn cười hô hố mà phu nhân thì tức giận như điên lên. Hai bên đứng cách nhau chừng 7-8 thước. Cam Đường băng mình nhảy lại lớn tiếng quát. Tử thần, ngươi hãy quay đầu lại. Bạch Bào quái nhân giận mình đánh thót một cái. Hắn không ngờ đã có người tiến sát đến sau lưng mình. Hắn quay đầu nhìn lại rồi đột nhiên lùi về phía sau một bước, dường như kinh hãi vô cùng. Hắn lên tiếng. À, tiểu tử. Cam Đường nghiến răng nói. Ác ma, ngươi đến ngày tần số rồi. Thái phu nhân cũng không ngờ Cam Đường ra khỏi phòng tu luyện vào lúc này. Phu nhân thấy chàng dường như đã biến thành người khác thì không khỏi xúc động, toàn thân run bần bật. Cam Đường mừng thầm vì chàng đến vừa kịp. Thái phu nhân chưa việc gì. Giữa lúc chàng đang phân tâm, bóng trắng thấp thoáng. Bạch Bào quái nhân nhảy sổ lại nhanh như chớp. Sầm. Bóng người sát gần vào nhau rồi lại xa ra đến hai trượng. Trường hợp vừa qua tựa hồ sét nổ lưng trời. Hai bên trừng mắt nhìn nhau một lúc rồi lắc đầu chuyển bước. Bước chân chậm chạp nặng nề. Lâu lâu mới khoa chân đi bước nữa. Những tấm đá trắng lát viền in hai hàng vết chân sâu vừa bằng nhau. Hai bên tiến gần mãi lại chỉ còn cách nhau chừng 8 thước thì dừng bước. Bốn mắt nhìn nhau chằm chặp không chớp, làn không khí chỗ này dường như đông đặc lại. Bên ngoài tiếng quát tháo cùng tiếng rú vẫn vang lên không ngớt. Tình trạng hai nơi khác nhau một trời một vực. Thái phu nhân gần đầu lẩm bẩm. Hài tử, thật khó mà kiếm được người như gã. Bà chuyển động thân hình tiến ra, nhét vào miệng bốn ả nữ tỳ mỗi ả một viên thuốc. Bà lại giơ tay ra điểm vào kinh huyệt cho bốn ả. Chỉ trong khoảnh khắc bốn ả nữ tỳ sống lại rồi lát sau đứng dậy được. Thái phu nhân vẫy tay ra hiệu cho họ đừng lên tiếng. Bà lại trỏ tay về phía cửa ngoài viện. Bốn ả nữ tỳ liền len lén đi tới chỗ cửa ra vào. Bạch Bào quái nhân không ngờ gặp phải tay địch thủ ghê gớm. Hắn không nhìn được nữa, vung tay một cái nhưng chưa đánh ra vì thấy đối phương không có chỗ nào sơ hở. Cử động của hắn đã đem lại cho Cam Đường một cơ hội tốt để tấn công. Trưởng lực xô ra một cách đột ngột, cơ hồ không nhìn rõ chàng đã hạ thủ lúc nào. Bạch Bào quái nhân rên lên một tiếng lùi lại hai bước. Sau chiêu này hai bên lại lặng lẽ gườm gườm nhìn nhau. Một tiếng quát vang, hai gã Bạch Bào che mặt tiến vào cửa viện, bốn ả thị tỳ chia ra tiếp chiến, hai người chọi một. Một màn kịch đấu lại diễn ra. Kiếm thuật của những tên kiếm thủ áo trắng thật là ghê gớm. Bốn ả nữ tỳ phải cố gắng mới ngăn được hai tên không cho tiến vào. Cam Đường trong lòng nóng nảy nghĩ thầm. Nếu mình cứ giằng co với Bạch Bào quái nhân thế này mãi thì mấy chục tay kiếm thủ này sẽ hạ sát hết đệ tử bản môn mất. Bạch Bào quái nhân thừa lúc chàng phân tâm phóng trưởng ra nhanh như chớp. Bóng người sát vào nhau rồi lại lui ra. Hai bên cùng loạng choạng một cái. Hai người xích gần vào và bắt đầu một cuộc giao đấu khủng khiếp. Kình phong nổi ầm ầm như gió cuốn. Hai bên chiến đấu bất phân thắng bại. Cam Đường càng đánh càng hăng, bao nhiêu chỗ tinh diệu của thiên võ công chàng vừa học được nhờ cuộc ác đấu này mà thấu triệt hết. Nội lực chàng tuôn ra như nước suối không bao giờ hết. Sau hai chục chiêu qua lại, Bạch Bào quái nhân lại bị dồn vào thế hạ phong. Cam Đường quyết tâm trừ cái vả lớn cho võ lâm, đồng thời chàng muốn mở mặt tử thần để coi rõ chân tướng, nên chàng đánh toàn là những chiêu chí mạng. Nhưng Bạch Bào quái nhân bản lãnh quá cao cường, tuy hắn bị kém thế, chàng cũng không thể chế phục hắn trong hai ba chiêu được. Một tiếng rên thê thảm vang lên, Hoàng Mai bị trúng kiếm ngã lăn ra. Tử Quyên cùng một phe với ả thấy thế sợ hãi, chân tay luống cuống. Chỉ hai chiêu sau ả cũng bị thương ngã lăn không dậy được nữa. Gã kiếm thủ áo trắng liền băng mình nhảy sổ vào thái phu nhân.
Thái phu nhân đang ở trong thời kỳ tu luyện thuật trụ nhan nên nội công bị giảm sút rất nhiều. Nếu trái với nguyên tắc võ học của phái Thiên Tuyệt thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kiếm thủ áo trắng đánh luôn ba chiêu khiến cho thái phu nhân lâm vào tình trạng nguy hiểm. Cam Đường thấy thế lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chàng gầm lên một tiếng thực to, vận toàn thân công lực đánh ra một chiêu thiên phiên địa phúc khủng khiếp đến thần sầu quỷ khốc. Tuy chàng thi triển chiêu thức này hao tổn rất nhiều chân lực là một điều tối kỵ, nhưng trước tình thế cấp bách chàng không thể tính đến bề lợi hại nữa. Nếu chiêu này không đánh ngã đối phương được, đối phương liền nhân lúc chân lực chàng bị hao tán mà ra chiêu phản kích thì hậu quả sẽ đến thế nào không cần nói ra cũng biết. Quẻ! Một tiếng rú thê thảm rùng rợn vang lên. Bạch bào quái nhân loạng choạng người đi mấy cái, lùi lại đến 7-8 bước. Tấm khăn che mặt hắn nhuộm đầy máu đỏ. Trước ngực hắn cũng loang lổ huyết tích. Tiếp theo, bên kia cũng có tiếng rú vang lên. Cam Đường đảo mắt nhìn sang tưởng chừng ruột gan tan nát. Thái phu nhân bị một tay kiếm thủ áo trắng đuổi gấp đang chạy quanh một cái cột. Người bà đã bị nhiều vết máu. Cam Đường quát lên. Loài chuồn nhất, sao dám hỗn xược. Người chàng vừa nhảy tới thì một tiếng rú vang lên. Máu tươi tung tóe, tay kiếm thủ áo trắng đầu óc bị vỡ tan, chết nhăn răng. Chàng hỏi. Thái phu nhân, mẫu thân có việc gì không? Không sao cả, ngoài kia. Bà chưa dứt lời thì hai tiếng rú rùng rợn vọng lại. Cam Đường hốt hoảng nhìn ra. Bạch bào quái nhân đã biến đâu mất rồi. Ngoài cửa viện, hai ả thị tỷ Hồng Tường cùng Lục Đế nằm lăn ra đó. Cam Đường nhìn kỹ lại thì hai ả này ngực phun máu tươi đã chết rồi. Thân thế hai ả bị phá hủy, thuật kỳ hoàng của Thiên Tuyệt môn dù thần diệu đến đâu cũng không làm gì được nữa. Chàng căm phẫn đến cực điểm muốn chảy máu mắt ra. Thái phu nhân coi bốn ả nữ tỷ như con ruột mình. Bà run lên hỏi. Chúng làm sao vậy? Cam Đường căm hận đáp. Hồng Tường và Lục Đế không thể cứu được nữa rồi. Chàng vừa nói vừa xuyên qua cửa ra ngoài. Mới trong khoảnh khắc bao nhiêu thanh âm đều im bặt và chỉ còn lại những cảnh thương tâm thảm mục. Xác chết ngổn ngang, máu tanh đầy đất, kẻ chưa chết thì ngơ ngẩn như người mất hồn, đứng ngây ra như cây gỗ. Cam Đường băng mình đuổi ra cửa cung, nhưng lạ thay, mới trong chớp mắt mà toàn bộ địch nhân đã rút lui hết không còn thấy bóng một người nào nữa. Bên ngoài địa cung, bức màn đêm đã từ từ rũ xuống. Cam Đường biết là không đuổi kịp, chàng đành quay về để chỉnh lý địa cung. Trong cung, công việc chữa thương cứu tử đã bắt đầu. Cam Đường nhìn quanh một lượt rồi vào phòng thái phu nhân. Bên bà có Hoàng Mai, Tử Quyên, Bạch Vi chầu trực. Vành mắt người nào cũng đỏ hoe tỏ ra cực kỳ bi phẫn. Thái phu nhân buồn rầu nói. Hài tử! Không ngờ bản môn mắc phải một trường kiếp nạn, nếu không được ngươi xuất quan lúc này đả thương tử thần thì e rằng bản môn bị hủy diệt rồi. Cam Đường nghiến răng ken két nói dằn từng tiếng. Hài nhi mà không bắt được bạch bào quái nhân cùng bọn thủ hạ hắn để phân thây làm muôn đoàn thì thề chẳng làm người nữa. Thái phu nhân chuyển sang đề mục khác, bà ân cần hỏi. Hài tử, trong 3 tháng nay cuộc luyện tập của ngươi thế nào? Cam Đường kinh hãi hỏi lại. Hài nhi đóng cửa tu luyện đã 3 tháng rồi ư? Phải rồi. Úi chao, hài nhi có ngờ đâu mới trong chớp mắt mà đã 3 tháng rồi ư? Hài tử, ta tưởng rằng lúc ngươi xuất quan thì ta chẳng còn ở trên nhân thế nữa. 3 tháng trời không đầy 100 ngày phòng có là bao. Hài nhi đã hoàn thành được 9 đoạn, còn đoạn thứ 10 tính ra phải mất 5 năm. Vì vậy hài nhi đành tạm để lại đó. Thế thì hay lắm, ta xem ngươi đối địch với bạch bào quái nhân thì biết công lực ngươi đã đủ dùng rồi. Tạ ơn mẫu thân. Đột nhiên có tiếng người nói vọng vào. Tổng quản là Đông Phương Nhất Dương xin vào ra mắt thái phu nhân. Vào đây. Một lão già râu đốm bạc lận đận bước vào khom lưng thi lễ cùng thái phu nhân rồi vái chào Cam Đường. Thái phu nhân hỏi. Đông Phương Tổng Quản, kết quả việc điều tra thế nào? Trình Thái Phu Nhân, đối phương để lại 8 xác chết, bên mình 40 bị trọng thương,
Số người mắc nạn là 37 vị. Những người đó không thể cứu được nữa ư? Mất hết sinh cơ, hết bề cứu chữa. Những ai bị nạn? Hai vị Thái Thượng Thị Tỳ, năm tên chấp sự, sáu vị hộ pháp, còn lại 14 tên đều là đệ tử thuộc các viện. Thái phu nhân đầm đìa nước mắt nghẹn ngào nói. Tổng quản dùng trọng lễ hầu táng cho họ. Tuân lệnh. Tổng quản Đông Phương Nhất Dương thi lễ rồi lui ra. Chương 50, cuộc tỷ đấu nội lực giữa hai người bí mật. Cam Đường còn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Là nhỉ, tại sao bạch bào quái nhân lại do thám mà biết đường hầm bí mật để vào bản cung? Thái phu nhân đáp. Hắn theo dõi hành tung hai tên đệ tử bản môn mà vào đây. Cam Đường lặng lặng không nói gì nữa, nhưng đầu óc chàng dường như bị một khối nặng nghìn cân đè xuống rất là trầm trọng. Thái phu nhân đưa mắt nhìn Bạch Vi, bà nói. Ngươi truyền lệnh ra cho viện thần võ đóng kín đường hầm để đề phòng địch nhân quay trở lại. Đồng thời mở đường bí mật thứ hai ra. Bạch Vi giả một tiếng rồi đi ngay. Thái phu nhân chăm chú nhìn Cam Đường một lúc rồi hỏi. Hài tử, công việc chỉnh lý nơi đây đã có người phụ trách, ngươi có thể đi lo liệu việc chính yếu của ngươi được rồi. Cam Đường kính cẩn nói. Hài nhi xin tuân lời mẫu thân. Ngươi đã tính toán hành trình chưa? Trước tiên hài nhi đến Thái Hàng Sơn tìm nữ quái Hồng Nhan Bạch Phát để hỏi dò hung thủ đã tàn hại nghĩa phụ cùng nghĩa huynh. Được lắm. Toàn bộ đệ tử viện thần võ sẽ theo ngươi đi vào chốn giang hồ để tùy ngươi điều động. Hài nhi nghĩ rằng vụ này chỉ sức một người là đủ. Hài tử, một cây không chống một tòa nhà. Ngươi nên để chúng đi đặng có cơ hội lập công. Bọn chúng toàn thể ở trong bóng tối mà chờ mệnh lệnh, không ảnh hưởng gì đến hành động của ngươi đâu. Bọn thiên oai viện sẽ làm tai mắt cho ngươi. Trình viện chúa đã nhiều kinh nghiệm lại nhiều lịch duyệt, y sẽ bố trí hết thảy mọi việc cho ngươi. Vậy hài nhi xin đi. Còn nữa, ngươi đừng ỷ vào võ công của mình. Bất luận việc gì cũng phải toan tính kỹ càng rồi mới hành động. Hài nhi xin kính cẩn ghi lời mẫu thân. Bản môn có dương danh trong võ lâm được nữa không là hoàn toàn ở ngươi đó. Hài nhi xin tận tâm tận lực mà hành động. Ồ! Ngươi có nhắc ta về gã điên, vậy công lực của ngươi đủ chữa cho gã rồi đó. Hài nhi xin mẫu thân chỉ bảo phương pháp cho. Thái phu nhân lấy ra một chiếc bình sứ nói. Trong bình này đựng một viên thuốc đặc biệt gọi là phục thần hoàn. Người bệnh uống thuốc rồi thì ngươi dùng thuật chân ti quán hung điểm vào bốn huyệt bách hội, ngọc trầm, hoa cái, đài linh. Đoạn ngươi lấy hai ngón tay giữa ấn vào huyệt thượng tỉnh và thần đình trên trán để thúc đẩy chân khí từ đầu ngón tay vào trong người gã. Cam Đường im lặng nghe lời dặn bảo. Chàng đón lấy chiếc bình nói. Hài nhi đã nhớ hết rồi. Thái phu nhân lại sai bày tiệc rượu để tiễn chân Cam Đường. Các viện chúa, hương chúa trở lên đều dự tiệc. Sáng hôm sau, Cam Đường theo con đường bí mật khác ra khỏi địa cung, đi thẳng lên núi Thái Hàng. Chuyến này chàng trở lại giang hồ không cần che giấu hành tàng, cứ để nguyên chân tướng mà đi. Võ công chàng đã đến bậc thông thần, hào khí bốc cao muôn trượng. Bấy lâu chàng mong mỏi một ngày đủ sức đền ân trả oán, thì ngày ấy nay đã đến với chàng. Nào bạch bào quái nhân, nào tam mục lão nhân, nào cửu tà ma mẫu, nào kỳ môn lệnh chúa, nào ngọc điệp bảo chúa. Những nhân vật ghê gớm này lần lượt hiện ra trong đầu của chàng. Sau cùng chàng nghĩ tới con người tình nặng ơn sâu là Lâm Vân. Đối với chàng hiện giờ rửa thù là việc dễ mà đền ơn mới là chuyện khó. Hào khí ngất trời lại biến đi để thay bằng những ảo ảnh bi thương. Trước kia chàng đã định bụng sau khi báo thù Tuyết Hận chàng sẽ lấy cái chết để đền ơn tri kỷ. Đó là lối thoát duy nhất, nếu không thế thì đời sống của chàng chỉ đầy thống khổ ăn năn. Nhưng vì nguyện vọng của Thái Phu Nhân, và vì sinh mẫu vẫn còn ở trên thế gian, nên chàng còn có bổn phận phải sống để làm toại nguyện Thái Phu Nhân và để phụng dưỡng mẫu thân mình. Dù chàng có muốn chết cho thoát nợ cũng không thể được. Chàng nghĩ rằng, chịu ơn sâu của người mà không trả là bất nghĩa, chịu ơn của song thân mà không báo đền là bất hiếu.
Giả tỷ Lâm Vân không phải là con kẻ thù chẳng đội trời chung thì không cần đặt vấn đề nữa, nhưng nàng vừa là một người bạn tình lý tưởng vừa là con kẻ thù thì tránh sao cho khỏi vận mệnh khốc liệt này. Nỗi thống khổ không lúc nào buông tha chàng. Nó tựa như hình với bóng, đuổi chẳng đi rước chẳng ra. Lại còn vì hôn thê của chàng là Tây Môn Tố Vân. Tuy nàng không để lại một ấn tượng gì trong đầu óc chàng, nhưng khốn nỗi chàng đã nhận biết nàng rồi. Nàng đem mình nương tựa cửa không và mới đây vì can gián phụ thân mà nàng phải tự tử. Hình ảnh con người làm bận lòng chàng nhất là Lâm Vân, người con gái của kẻ thù. Đến bây giờ Lâm Vân cũng chưa hiểu lai lịch chàng ra sao mà chỉ biết chàng là thiếu chủ thi thiên đường của phái Thiên Tuyệt. Cam đường nghĩ tới tâm nguyện của Thái Phu Nhân, chàng rong ruổi suốt ngày đêm không nghỉ. Một ngày kia, mới sáng sớm tinh sương cam đường đã vào đến khu vực núi Thái Hàng. Ngựa quen đường cũ, chàng tìm đến hang núi mà chàng đã gặp nữ quái Hồng Nhan Bạch Phát chẳng khó khăn gì. Hang núi vẫn im lặng như tờ, vì đây là một nơi thâm sơn cùng cốc không có vết chân người. Cam đường từ từ đi vào hang núi. Chàng không biết nữ quái ẩn ở chỗ nào trong hang núi này, nhưng chàng tin rằng nữ quái sẽ tự động xuất hiện, vì mấy lần trước cũng thế. Cam đường cứ đi, đi mãi mà vẫn không gặp nữ quái hiện thân. Chàng vào tận cuối hang vẫn chẳng thấy gì. Cam đường trong lòng rất xao xuyến, nhưng chàng lại không biết danh hiệu nữ quái là gì thì biết kêu gọi cách nào. Hơn nữa chàng chẳng hiểu nữ quái còn ở khu này không. Cam đường thất vọng muốn bỏ đi, nhưng chàng nghĩ rằng mình đi lại nhiều lần sẽ có thể gặp được. Việc tìm thấy nữ quái rất cần vì trừ ra thì không còn có chỗ nào để dò hỏi cho ra chính phạm hạ sát nghĩa phụ, nghĩa huynh chàng nữa. Huống chi nghĩa mẫu lại sắp đến ngày số tận mệnh cùng, chàng không thể để cho người lúc chết hãy còn điều hối tiếc, vì đó là một cơ hội để đền ơn Thái Phu Nhân trong muôn một. Lát sau, chàng trở ra tới chỗ mình cùng nữ quái nói chuyện ngày trước liền dừng bước lại để chờ nữ quái xuất hiện. Thời gian lặng lẽ trôi, một phân một khắc đối với người nóng này cũng là quá lâu. Chàng đứng hồi lâu chỉ thấy bốn bề tịch mịch. Mối thất vọng mỗi lúc một trầm trọng đè lên lòng chàng. Chàng tự nghĩ, nếu nữ quái không xuất hiện thì mình cũng đành chờ ở đây cho tới lúc y xuất hiện mới thôi. Dù phải chờ đến nửa tháng hay 10 ngày, cũng đành. Một trận gió núi thổi qua, sau phiến đá lớn gần đó dường như có vật gì động đậy. Ồ, dường như là một vạt áo. Cam đường khẽ la lên rồi nhảy sổ lại không một tiếng động. Chàng vừa trông thấy suýt nữa bật tiếng la hoảng nhưng vì xúc động quá, toàn thân chàng run lên. Sau phiến đá, hai người bốn tay nắm chặt lấy nhau đứng chờ như tượng gỗ. Trong hai người này thì một người chính là nữ quái Hồng Nhan Bạch Phát mà cam đường đang mong mỏi. Còn một người nữa rõ ràng là lão già khô đét đầu bạc mặt mũi hung ác đã giao thủ với bạch bào quái nhân ở trong tòa cổ miếu, trụ sở phân đà Đồng Bách thuộc cái bang. Lão già gầy đét mà bạch bào quái nhân kêu bằng, lão độc vật không hiểu là ai. Hai bên tại sao lại đồng thủ để đi tới chỗ liều mạng, chàng cũng không tài nào đoán biết được. Cam đường xuất hiện cả hai bên đều không có phản ứng gì. Cuộc tỷ đấu nội lực đang lúc gai gâu, tính mạng như treo đầu sợi tóc, hai người quyết nhiên không thể phân tâm được. Nữ quái tóc bạc đứng dựng cả lên, mồ hôi nhễ nhãi, mặt đỏ như son, ngực thở phập phồng. Lão già khô đét cũng mồ hôi nhỏ giọt, mắt xanh như rau. Hai chân đập sâu xuống đất tới trên mắt cá. Hiển nhiên công lực hai bên tương đương và đều đến lúc sắp kiệt lực rồi. Bây giờ muốn thôi cũng không được nữa, và cuối cùng đi đến chỗ hai bên cùng chết. Cam đường đối với hai người chẳng ưa ai mà cũng chẳng ghét ai. Nhưng chàng không muốn nữ quái bị thương đến chết. Một là chàng chưa hoàn thành được sở nguyện. Hai là chàng chưa biết lai lịch nữ quái. Chàng từ từ đi đến trước hai người. Muốn hóa giải cuộc đấu sinh tử này phải là một người có công lực cao thâm hơn hai bên mới có thể làm được. Cam đường giơ trường lên, một luồng kình phong nhẹ nhàng xô vào cả hai người. Bề ngoài có nhẹ nhàng mà bên trong chứa đựng một tiềm lực ghê gớm. Ầm một tiếng vang lên, bóng người đột nhiên xa nhau ra. Cả hai đều loạng choạng lùi lại đến 7-8 bước, miệng ứa máu tươi.
Cam Đường lẳng lặng đứng nhìn hai người không dám lên tiếng. Nữ quái cùng lão già khô đét đồng thời bật lên tiếng la hoảng. Dĩ nhiên nữ quái nhận ra Cam Đường ngay, mù nhớ chàng công lực bữa trước không bằng mình. Thế mà vỏn vẹn có vài tháng mà chàng đã nghiễm nhiên trở thành người khác thì làm gì mà mù chẳng kinh ngạc. Mù biết rằng dùng nội lực để hóa giải một cuộc đấu nội lực của hai người khác nếu không thành công thì cả ba cùng chết. Lão già khô đét nguyên trước chưa biết chân tướng Cam Đường hôm lão cùng bạch bào quái nhân khiêu chiến ở trong tòa cổ miếu. Cam Đường bôi thuốc dịch dung mà lão không để ý nên không nhận ra. Bây giờ chàng là một thiếu niên mặt đẹp như ngọc lại có một thủ pháp kinh người mà lão chưa từng nghe thấy trong võ lâm có tay cao thủ nào bản lãnh cao thâm đến mức đó. Nữ quái nhìn Cam Đường hỏi. Ngươi đến đây thực hành điều ước phải không? Cam Đường gật đầu đáp. Chính thế. Cặp mắt chàng đăm đăm nhìn thẳng vào mặt nữ quái. Lòng chàng nổi lên bao nhiêu ý nghĩ và tự hỏi. Bà này là ai? Những sự suy đoán của mình có đúng không? Lão già khô đét mới nghe hai người trao đổi một lời đã sợ run lên, vì nếu nữ quái hợp lực với thiếu niên để đối phó với lão thì hậu quả nguy hiểm khôn lường. Cặp mắt lão xanh lè, lão lên giọng rất chói tai nói. Món nợ của chúng ta để ngày khác sẽ tính. Rồi lão day lại bảo Cam Đường. Nhỏ kia. Bất luận ngươi hữu ý hay vô tình hóa giải cơ cục, lão phu cũng ghi nhận mối ân tình của ngươi. Lão nói xong lại chăm chú nhìn Cam Đường lần nữa rồi băng mình chạy đi. Cam Đường hỏi nữ quái. Lão là ai vậy? Nữ quái nở một nụ cười thần bí đáp. Lão là một con nợ ngày trước của lão thân. Câu trả lời của mù chẳng đưa lại một tia sáng nào cho Cam Đường. Nhưng chàng nghĩ rằng mình cũng chẳng cần vặn hỏi căn nguyên nên chàng không nói gì nữa. Nữ quái lau vết máu trên môi nói. Nhỏ kia, lão thân cảm ơn ngươi giải cứu cho. Sao lại giải cứu, tiền bối đang cùng lão ta liều mạng kia mà. Không phải đâu, lão ta không muốn liều mạng nhưng chót lâm vào tình thế muốn thôi không được. Lão thân xem công lực ngươi ngày nay đã ra ngoài ý nghĩ của mình. Cam Đường hàm hồ đáp. Tiền bối quá khen. Nữ quái lộ vẻ khích động. Mù hỏi. Ngươi đã điều tra được ai là hung thủ vụ huyết án Thánh Thành chưa? Vãn bối điều tra rồi. Nhưng làm sao? Trước khi trao đổi điều kiện, vãn bối có điều muốn thỉnh giáo. Điều chi? Đích danh của tiền bối là gì? Nữ quái trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu đáp. Cái đó ra ngoài điều ước của chúng ta, lão thân không thể nói được vì đã mai danh ẩn tích. Ít ra cũng xin tiền bối cho biết động cơ nào đã thúc đẩy tiền bối muốn điều tra vụ huyết án Thánh Thành. Lúc giao hẹn không nói về điểm này. Cam Đường thấy nữ quái không chịu thổ lộ thực tình thì trong lòng nóng nảy vô cùng, vì chàng hoài nghi nữ quái có thể là mẫu thân mà chàng đang tìm kiếm. Chàng cần hỏi mù cho biết rõ, mà chính mình lại không thể tiết lộ thân thế mình được. Vạn nhất mà chàng đoán chật thì sự tiết lộ thân thế sẽ phát sinh nhiều điều bất lợi cho chàng. Cam Đường nghĩ quanh nghĩ quẩn một lúc rồi lại hỏi. Thân thế của tiền bối phải giữ bí mật không thể nói ra được hay sao? Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chừng nào tiền bối mới chịu nói rõ lai lịch. Vĩnh viễn không bao giờ nói cả. Cam Đường không biết làm thế nào liền bảo dàn hỏi. Vãn bối đã có thể vì tiền bối mà điều tra hung phạm vụ huyết án Thánh Thành thì đương nhiên có đủ tư cách để biết rõ động cơ nào đã thúc đẩy tiền bối chứ. Vụ này là một cuộc trao đổi, không thể nói đến hai chữ tư cách. Nếu vãn bối không chịu thực hành điều kiện thì sao? Nữ quái cười lạt đáp. Ta biết rõ là ngươi nhất định thực hành, nếu không thì đã chẳng đến đây. Đồng thời phái Thiên Tuyền mấy chục năm nay chờ đợi cái gì? Tại sao mà phái đó tuyệt tích trên chốn giang hồ? Cam Đường ngạo nghễ đáp. Tuy lời tiền bối nói đúng, nhưng vãn bối có thể tìm đường khác. Nữ quái cười khanh khách nói. Lão thân dám nói quyết vụ bí mật đó trừ lão thân và chính hung phạm khắp thiên hạ không cần hỏi lão thân thì cứ việc đi tìm đường lối khác. Cam Đường xoay sở mãi mà không làm thế nào cho nữ quái tiết lộ thân thế được, chàng liền xoay bằng lối khác, hỏi.
Vãn bối nghe nói Võ Thánh Cam kính yêu có vị nguyên phối phu nhân hãy còn sống, có phải thế không? Ngươi muốn nói Phụng Hoàng nữ chăng? Phụng Hoàng nữ nào? Ô hay, chẳng lẽ không đúng hay sao? Cam Đường không khỏi luống cuống vì đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy ba tiếng Phụng Hoàng nữ. Trước kia chàng không biết danh hiệu mẫu thân là gì và cũng chẳng nhớ được một chút hình ảnh nào về mẫu thân cả. Chàng hỏi câu này để tưởng cho nữ quái thổ lộ chân tình hoặc biến đổi sắc mặt. Không ngờ bị nữ quái vặn lại, chàng đành hỏi bằng một dòng thành thực. Phụng Hoàng nữ là ai? Ngươi nghe thấy người ta nói là vợ nguyên phối Võ Thánh còn sống phải không? Đúng thế, nhưng không ai nhắc tới danh Húy Cam phu nhân. Ồ, lão thân biết rồi. Mấy năm trước xảy vụ biến cố Thánh Thành, Phụng Hoàng nữ cùng Cam Kính Nhiêu đã cắt đứt tình phu phụ, đến chết cũng không gặp nhau nữa. Cam Đường không nhìn được hỏi ngay. Vì lẽ gì mà hai ông bà lại xảy chuyện phân ly? Chỉ vì một người đàn bà khác? Người đàn bà nào vậy? Lão thân lâu này không qua lại giang hồ nên không biết rõ. Hình như là Lục Tú Trinh thì phải. Ủa, mù đấy ư? Ngươi quen biết mù hay sao? Cam Đường nghiến răng gật đầu đáp. Đúng thế. Chú nhỏ, dường như chú đặc biệt quan tâm đến việc nhà Cam kính yêu thì phải. Võ Thánh được toàn thể giang hồ kính ngưỡng, chẳng cứ gì vãn bối. Không phải hết thảy đâu. Cam Đường đồng tâm hỏi. Hay là tiền bối ra ngoài lệ đó? Đại khái là như vậy. Thế thì tiền bối phải có mối cừu hận gì với Võ Thánh? Đừng nói chuyện đó nữa. Chúng ta trở lại chính đề. Ngươi có muốn trao đổi điều kiện không? Cam Đường đã bắt được đầu mối, khi nào chịu bỏ? Chàng liền nói. Tiền bối, xin tha thứ cho vãn bối tò mò một chút. Chẳng lẽ Võ Thánh là người như vậy mà chỉ vì một con đàn bà khác lại phế bỏ người vợ kết tóc ư? Ngươi đến đây để trao đổi điều kiện hay là để hỏi ra sự Võ Thánh? Vãn bối đã tìm ra được hung thủ vụ huyết án Thánh Thành thì đối với vụ này cần phải biết rõ. Quái nhân không sao được, hầm hực đáp. Được rồi, lão thân nói cho ngươi hay, Cam Kính Nhiêu sở dĩ xảy việc vợ chồng phân ly ngoài mụ đàn bà kia còn có nguyên nhân khác nữa. Cam Đường cố nén xúc động hỏi. Nguyên nhân nào? Vì vợ nguyên phối lão là Phụng Hoàng nữ bất trinh. Cam Đường cố nén xúc động hỏi. Tiền bối bảo sao? Vợ lão bất trinh. Sao lại có chuyện đó được? Chàng la lên như vậy vì mẫu thân ở trong mắt chàng là một người vĩ đại, cao khiết, không có điều gì đáng gì nghĩ. Thế thì chàng chịu sao nổi khi người ta gán cho bà hai chữ bất trinh. Chàng đau đớn như bị búa đập vào đầu. Nữ quái kinh ngạc hỏi. Thi Thiên Đường, ngươi làm sao vậy? Cam Đường run lên đáp. Cam phu nhân quyết không phải là hạng người như thế. Sao ngươi biết? Vãn bối đoán vậy. Nhưng tại sao mà ngươi lại xúc động đến thế? Cam Đường không biết đáp thế nào, chàng đứng ngẩn mặt ra. Nữ quái lạnh lùng hỏi. Vì ngươi sùng bái Võ Thánh đến hôn mê chứ gì? Cam Đường đáp xuôi chuyện. Đúng thế. Đó là một việc sỉ nhục cho Võ Thánh. Nữ quái khịt mũi nói. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cam Đường tưởng như trái tim chìm hẳn xuống. Chàng thấy đầu nhức mắt hoa, đau khổ vô cùng. Thật là tàn khốc, chàng đêm ngày lo nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm kiếm mẫu thân, ngờ đâu lại là một người đàn bà thất trinh. Giấc mộng đẹp của chàng thế là bị đả phá hoàn toàn. Chàng như người điên, hỏi lại. Có thật thế không? Nữ quái đưa mắt nhìn Cam Đường lạnh lùng đáp. Ngươi tưởng là ta nói dối ư? Cam Đường bị nỗi thống khổ sâu xé gan vàng, bất giác chàng nở một nụ cười chua chát hỏi. Tiền bối nghe ai nói vậy? Nữ quái lắc đầu đáp. Ta quên mất rồi, vì ta đã vô tình được nghe câu chuyện đó. Cam Đường yên lặng hồi lâu, chàng nghĩ bụng. Mình đoán sai rồi. Nếu quả đối phương là mẫu thân thì khi nào nhận lấy tiếng bất trinh và giữ vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế được? Vậy bà ta là ai? Vì lẽ gì bà cố ý hỏi dò hung thủ vụ huyết án Thánh Thành? Ít ra bà ta phải có mối liên quan gì tới Thánh Thành, mà sao bà không lộ vẻ khác lạ gì cả?
Thật là bí mật, bất luận thế nào mình cũng phải hỏi dò cho biết mẫu thân lạc lõng nơi đâu. Cam Đường nghĩ vậy liền hỏi. Tiền bối có biết Phùng Hoàng nữ lạc lõng nơi đâu không? Sao ngươi lại hỏi sang vấn đề này? Nếu tiền bối biết thì xin cho vãn bối được hay? Dường như y đã chết rồi hay là quyết tuyệt giang hồ không trở lại nữa? Tiền bối căn cứ vào đâu mà nói vậy? Vụ huyết án xảy ra trên 10 năm rồi. Nếu y còn sống tất đã hành động, nhưng... Nhưng làm sao? Nhưng y bị Cam Kính Nhiêu bỏ rơi thì vụ huyết án đó chắc còn làm cho y hài lòng. Vậy tiền bối không biết hiện y ở đâu hay sao? Lão thân không biết. Cam Đường lặng yên, ruột chàng rối loạn, nữ quái không nhẫn nại được nữa lại trầm giọng thúc giục. Thi Thiên Đường, hung phạm vụ huyết án Thánh Thành là ai? Nói đi. Cam Đường không trả lời vào câu hỏi, chàng nói. Tiền bối muốn báo thù cho Võ Thánh hay là...